Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 62. Được rồi, không cần giải thích nữa, em tin anh, em chỉ muốn biết thôi, chứ cũng không có ý muốn trách anh. Lý Nguyệt khẽ cười một tiếng, sau đó sắc mặt liền thay đổi, nói với biểu cảm mất hứng, nhưng, Tô Thương, lúc trước em đã nói với anh có bao nhiêu cô gái em không quan tâm, nhưng anh không thể đi trêu ghẹo mấy đứa con gái lố lăng, không đàng hoàng. Nghe đạo trưởng Vương nói như vậy, thì xuất thần của tiểu sư muội Nghi Lâm kia cũng khá tốt, em có thể chấp nhận được, nhưng hoa khôi gì đó của Xuân Quang Lâu, là cái loại gì vậy, anh có trêu ghẹo cô ta không thế? Lý Nguyệt tức giận nói, một người con gái không biết bị biết bao nhiêu thằng đàn ông đụng chạm đến, mà anh cũng ra tay được, khẩu vị của anh cũng mặn mòi thật đấy. Chờ một chút, Lý Tiểu Thư, cũng không thể nói như vậy được đâu. Không đợi Tô Thương giải thích. Vương Dương Minh liền phản bác lại ngay, tiểu thư Lan Diệu Y không phải là người phụ nữ không đứng đắn, cô ta rất trong sạch đó. Tuy xuất thân ở Xuân Quang Lâu, nhưng cô ta biết giữ mình, chỉ là ca hát mua vui đơn thuần thôi. Vương Dương Minh nói tiếp, nói đến tiểu thư Lan Diệu Y, thì cô ta cũng là một cô gái số khổ, trời sinh đã là thần tông, từ lúc mới ra đời, đã có các loại hào quang chiếu sáng, thu hút được sự chú ý của mọi người. Tiểu thư Lan Diệu Y có một người sư phụ. Thực lực vô cùng lớn mạnh, đã là giả đạn cửu chuyển từ lâu rồi, đối với hệ thống luyện võ mà nói, đối diện với cấp bậc võ thánh khác, cũng có thể qua được vài chiêu. Nhưng sư phụ của cô ta dù sao cũng lớn tuổi, như đèn sắp cạn dầu rồi, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mà đặt chân đến cảnh giới kết đan. Vương Dương Minh thở dài một hơi rồi nói, trái đất có điểm xấu, nếu đặt chân đến cảnh giới kết đan thì sẽ rất đau khổ, sư phụ cô ta không chịu được sự tra tấn này. Nên đã bước vào tinh không cổ lộ, rời khỏi trái đất, từ đó liền biệt vô âm tín. Từ đó về sau, Xuân Quang Lâu đều do một mình Lan Diệu Y cố gắng chèo chống, các thế lực lớn của giới luyện võ, cũng đều có đàn ông chú ý đến cô ta, trong đó có thiên tài trẻ tuổi, cũng có cả những sơn chủ của những ngọn núi lớn. Cũng may là những người này biết kìm hãm lẫn nhau, nên Lan Diệu Y mới có thể tồn tại, và không ai có được cô ta. Vương Dương Minh tiếp tục nói, sống ở những nơi ăn chơi như vậy, mà từ đầu đến cuối vẫn giữ được cốt cách trong sạch, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thì chỉ có thể là tiểu thư Lan Diệu Y thôi. Hóa ra là như vậy. Nghe thấy Vương Dương Minh giải thích, biểu cảm của Lý Nguyệt như đã hiểu khá nhiều, nếu đã như vậy, thì không có gì đáng trách, cô ta và Tô Thương, sao lại quen nhau thế? Ha ha, cái này thì phải hỏi cậu Tô rồi, cậu ấy chủ động đến Xuân Quang Lâu. Nói thẳng luôn là muốn chơi hoa khôi Lan Diệu Y, khiến mọi người đều kinh ngạc. Vương Dương Minh cười nói, đồng thời liếc nhìn Tô Thương một cái. Mẹ kiếp! Tô Thương không kiềm chế được cơn giận, nghiến răng nói, Vương Dương Minh, ông quá đáng rồi đấy, nói chuyện thì chỉ nói có một nửa, có thú vị không vậy? Tôi chỉ biết từng này thôi, cậu Tô đừng nóng giận. Vương Dương Minh nói ra. Con mẹ nó! Tô Thương hung hãn nói, ông tính toán không một chút sơ hở nào, chẳng lẽ thực sự không biết, nguyên tôi đến Xuân Quang Lâu là gì sao? Con mẹ nó, hôm nay ông nhất định phải nói rõ ra cho tôi, nếu không tôi sẽ băm ông thành trăm mảnh ngay lập tức, không phải ông đã tính toán rất nhiều năm rồi à, không phải muốn tôi khai mở khôi phục linh khí sao, tôi không làm đấy, bây giờ tôi sẽ trốn khỏi đây ngay. Tô Thương uy hiếp nói, đừng đừng đừng, cậu Tô, tôi chỉ đùa một chút với Lý Nguyệt thôi. Đây tôi sẽ giải thích. Vương Dương Minh sợ Tô Thương sẽ băm thành trăm mảnh thật, liền vội nói, Lý Tiểu Thư, vừa rồi tôi nói không được rõ ràng. Thực ra, sở dĩ cậu Tô đến Xuân Quang Lâu, không phải là muốn ăn chơi lu bù, mà là muốn giữ gìn sự yên bình cho núi Võ Đang. Là như này, cậu Tô đã phát hiện ra trong Xuân Quang Lâu, có một luồng tử khí rất kinh khủng, vì vô cùng tò mò, nên cậu ấy muốn đến để tìm hiểu xem thực hư ra sao. Lời đồn muốn chơi hoa khôi, cũng chỉ là muốn thu hút sự chú ý của mọi người, khiến hoa khôi Lan Diệu Y chủ động đến tìm cậu ấy, để cậu ấy có thể dò xét tử khí. Vương Minh Dương khen ngợi, sau này, cậu Tô biết được, Lan Diệu Y có được đá tà linh, cái đồ đó quá khủng khiếp, nếu Lan Diệu Y phóng thích tử khí bên trong ra, thì bán kính 100 dặm của núi Võ Đang, chắc chắn vạn vật xung quanh sẽ chết hết. Vì để giữ gìn sự bình yên trong bán kính 100 dặm của núi Võ Đang, nên cậu Tô đã kiên quyết, lựa chọn hy sinh nhan sắc của mình, trấn áp Lan Diệu Y, cậu ấy thật sự rất vĩ đại, khiến cho người khác phải kính nể.
Khuôn mặt Vương Dương Minh tràn đầy sự cảm động nói, tôi càng nghĩ thì càng thấy sự công chính liêm minh của cậu Tô, không được, tôi liền gọi điện cho Vương Trọng Vân, để ông ta làm cho cậu Tô một pho tượng, lúc nào cũng đứng ở trước cổng Thiên Cơ Môn, để cậu Tô được mọi người ngưỡng mộ. Cút, nói vớ vẩn cái gì thế, ai hy sinh nhan sắc của chính mình. Tô Thương lườm Vương Dương Minh một cái, sắc mặt xám lại, rồi nhìn về phía Lý Nguyệt, nói, vợ à, em đừng nghe ông ta nói lung tung. Anh và Lan Diệu Y không có quan hệ gì cả. Bây giờ không có nghĩa là về sau cũng không, cô phải tin tôi đã nhìn ra được rồi. Vương Dương Minh nghiêm túc nói. Cha nội ông nữa chứ. Tô Thương tức đến nỗi thở phì phò, muốn ra tay dạy cho Vương Dương Minh một bài học ngay lập tức, nhưng lại bị Lý Nguyệt ngăn lại. Được rồi, Tô Thương, em cũng không giận nữa, anh nóng giận như thế làm cái gì? Lý Nguyệt cười nói nhẹ nhàng, nhưng, Tô Thương, thứ hạng hồng nhan chi kỷ của anh đều rất cao, không tồi, không hổ danh là chàng trai mà em đã nhìn chúng, cũng có bản lĩnh đó. Anh, Tô Thương liên tục gượng cười, bỗng không biết nói gì mới được đây. Quan trọng là, anh ấy không nhận ra Lý Nguyệt thực sự rất tức giận, nhưng cô ấy lại tỏ ra như không có gì. Cho dù anh ấy không có quan hệ gì với Triệu Chỉ Nhược và Lan Diệu Y, nhưng lúc này anh ấy cũng không muốn nói nhiều. Để tránh cho cô ấy lại càng tức thêm. Đạo trưởng Vương. Lúc này, Lý Nguyệt không còn quan tâm đến chuyện hồng nhan chi kỷ của Tô Thương nữa, mà cô ấy nói, Tô Thương nói với tôi, ông là lão môn chủ của Thiên Cơ Môn ở núi Võ Đang, là một nhân vật rất lợi hại phải không? Ừm. Vương Dương Minh nghe thấy câu này, bỗng kiêu ngạo, tự hào nói, thực ra cũng không dám giấu giếm, Lý Tiểu Thư. Thôi bỏ đi, Tô Thương là cậu em của tôi. Tôi vẫn nên gọi cô là em dâu đi. Em dâu, Vương Dương Minh tôi, tính toán không lộ một chút sơ hở nào, là nhân vật đạo gia ngầu nhất hiện nay, trong thiên hạ, cũng chỉ có mình tôi có tư cách mặc triều phục màu tím, nhưng phàm là người chân chính trong đạo môn, cứ nhìn thấy tôi là phải hành lễ. Lợi hại như vậy à, nhưng nhìn ông có vẻ là khá trẻ, là thật hay giả vậy? Lý Nguyệt tò mò hỏi. Trẻ sao? Vương Dương Minh cười nói, ha ha. Tôi đã sống được hơn 100 tuổi rồi, đây chỉ là dáng vẻ da thịt bên ngoài thôi, ngắm, đây chỉ là một bộ túi da mà thôi. Mấy trăm tuổi? Trong lòng Lý Nguyệt giật nảy mình, sau đó càng thêm tò mò, vậy chắc chắn ông sẽ rất mạnh, nếu đã vậy, thì tại sao ông lại thảm như vậy, đã bị người khác cướp bóc thì chớ, suýt chút nữa thì bị kẻ thô bạo ăn hiếp. Tôi, ôi, nói nhiều thì cũng vẫn vậy thôi. Vương Dương Minh cười khổ nói, hôm nay mấy người kia ức hiếp tôi. Đều là những người bình thường, tôi lấy đạo gia làm gương, không thể sử dụng công lực với người bình thường được, nếu không sẽ ảnh hưởng đến khí vận của đạo gia. Như vậy à? Lý Nguyệt gật đầu như đã hiểu, sau đó lại hỏi, đạo trưởng Vương, ông nói bản thân ông tính toán không có một chút sơ hở nào, vậy ông tính giúp tôi xem, tôi và Tô Thương có mãi mãi ở bên nhau không? Cái này, vẻ mặt Vương Dương Minh bỗng khó xử, nên không trả lời trực tiếp, mà nói, thực ra... Sự phát triển của cô và Tô Thương sau này, quả thực tôi đã từng tính, chỉ là... Bây giờ không tiện nói. Lai lịch thật sự sao? Tô Thương nghe thấy vậy, bỗng nhíu mày, khuôn mặt lộ ra một sự nghi ngờ. Có ý gì vậy? Chẳng lẽ thân phận của vợ, có gì đó kỳ lạ sao? Vương Dương Minh. Lúc này, Tô Thương nhìn chằm chằm Vương Dương Minh, trầm giọng nói, Lý Nguyệt là một trong những người phụ nữ tôi quan tâm nhất ở trái đất. Bất kể ông muốn nói gì đi nữa, thì tôi khuyên ông hãy suy nghĩ kỹ rồi nói, nếu ông dám lừa tôi, thì đừng trách tôi không khách sáo. Cậu Tô, ở trước mặt cậu, sao tôi lại nói láo được, cậu yên tâm đi. Vương Dương Minh không vì Tô Thương trở mặt mà tức giận, khẽ cười nói, huống hồ, thân phận của em dâu, cũng không phải tin xấu gì, cứ cho là bây giờ tôi không nói, thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết thôi. Nói đi. Đừng thừa nước đục thả câu nữa. Tô Thương nghe vậy, thở dài một hơi. Được. Chuyện này dính dáng quá lớn đến những chuyện khác. Nếu tiết lộ thiên cơ, chỉ sợ tổ tông của đạo gia cũng không thể che chở được cho tôi. Chắc chắn tôi sẽ phải chịu sự phản phệ, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Vương Dương Minh nói một cách nghiêm túc, nhưng em dâu, cô hãy nhớ kỹ một câu. Ông trời có tình, nhất định sẽ không để những người có tình cảm rời xa nhau đâu. Lý Nguyệt nghe vậy. Biểu cảm có chút không đúng lắm, có thể cô ấy không mấy vui vẻ. Vợ à, mấy lời hoang đường của ông ta, em đừng có nghe,
chắc chắn là nói vớ vẩn thôi, em đừng suy nghĩ lung tung nữa. Tô Thương giận dữ liếc nhìn Vương Dương Minh một cái, giọng lạnh lùng nói, Vương Dương Minh, từ giờ trở đi, tôi bắt ông phải im mồm lại, còn nói lung tung nữa, thì đừng trách tôi không khách sáo. Được rồi, tôi im lặng được chưa? Vương Dương Minh thấy Tô Thương thực sự giận dữ, liền ngậm mồm lại, không nói thêm câu nào. Đi, vợ ơi, chúng ta đến quán bánh bao hấp đi. Sau đó, Tô Thương khẽ cười nói. Lý Nguyệt gật đầu, cảm xúc đã ổn định lại một chút, vuốt mấy sợi tóc trên trán, rồi nở một nụ cười. Sau đó, Tô Thương khởi động xe lại một lần nữa, rồi chạy thẳng một mạch đến đích đến. Sau khi ăn điểm tâm xong, Lý Nguyệt vẫn nặng trĩu tâm sự, lời nói của Dương Minh Dương đã để lại trong lòng cô một hạt giống của sự bất an. Thế là, cô ấy nói muốn đi tu luyện, cảm thấy chủ cần mình đủ mạnh, là có thể thay đổi được tất cả. Tô Thương cũng không ngăn cản, liền lái xe đưa Lý Nguyệt đến trang viên nhà họ Tô, bởi vì anh ấy có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Dương Vương Minh. Sau khi sắp xếp xong chuyện của Lý Nguyệt, Tô Thương liền đưa Dương Minh Vương đến phòng của mình. Ngay sau đó liền bố trí trận pháp, ngăn cách hết mọi thứ, căn phòng liền biến thành một không gian thô sơ. Cậu em Tô, làm xong tất cả những thứ này, Tô Thương còn chưa mở lời hỏi, mà Dương Minh liền nói một cách nghiêm túc, tôi biết cậu có rất nhiều câu hỏi, nhưng trước khi cậu hỏi tôi, thì tôi sẽ nói cho cậu một chuyện, liên quan đến thân phận của Lý Nguyệt, cậu có muốn nghe không? Vương Dương Minh khẽ gật đầu, vội nói tiếp, thực ra, em dâu cũng không phải là người ở trái đất, cô ấy đến từ ngoại vực, đã từng có một thời hoàng kim nổi danh khắp vũ trụ, phàm là cao thủ siêu mạnh, thì không ai là không biết đến danh tiếng của cô ấy cả. Mưu đến trái đất lần này của Viêm Long Tiên Đế, ở trước mặt cô ấy, chẳng qua cũng chỉ là thứ không đáng nhắc tới mà thôi, chỉ cần khua tay một cái là có thể hủy diệt tất cả. Vương Dương Minh vừa nói, vừa nhìn về phía Tô Thương, trên mặt nở một nụ cười rồi hỏi, cậu Tô, nói đến đây, chắc chắn cậu cũng đã đoán ra được thân phận của em dâu rồi nhỉ? Đã từng có một thời hoàng kim. Danh tiếng vang danh khắp vũ trụ. Lý Nguyệt Á. Tô Thương trầm tư, biểu cảm có chút phức tạp, trong lòng đương nhiên đã có một suy đoán. Nửa năm trước, sau khi Tô Thương có được một cuộc sống mới, lần đầu tiên nhìn thấy Lý Nguyệt, liền liên tưởng đến một người con gái mà mình đã khổ sở tìm kiếm ở kiếp trước, Thanh Hoàng Nữ Đế. Bởi vì dung mạo của Lý Nguyệt và Thanh Hoàng Nữ Đế, quả thực là rất giống nhau, giống như một mô hình được điêu khắc ra vậy, không khác nhau một tẹo nào. Nhưng sự khác biệt giữa Lý Nguyệt và Thanh Hoàng Nữ Đế cách nhau một trời một vực. Thanh Hoàng Nữ Đế, trời sinh là nữ thiên tài, có một không hai trong thiên hạ, cả đời kiêu ngạo, gần như là vô địch thiên hạ. Nhưng Lý Nguyệt lại là một người có học thức am hiểu lễ nghi, bên trong thì có chút thanh nhã và đáng yêu. Khí chất của hai người bọn họ, không thể nói là ai tốt ai xấu, mà là hoàn toàn khác biệt nhau, mỗi người mỗi vẻ. Lúc đó Tô Thương đã cẩn thận dò xét Lý Nguyệt, nhưng cũng không phát hiện ra cái gì bất thường. Cho nên, anh ấy mới kết luận Lý Nguyệt và Thanh Hoàng Nữ Đế, không có chút quan hệ nào với nhau, tướng mạo giống nhau, chỉ là trùng hợp mà thôi, nên không nghĩ nhiều đến chuyện này. Lúc trước, ở trong cung thành, Tô Thương gặp được Hồng Phất Võ Đế, trong quá trình nói chuyện, từ chỗ ngoài ý muốn của Hồng Phất Võ Đế nên đã biết được, Thanh Hoàng Nữ Đế cũng tới trái đất. Nhưng Tô Thương lại không đem vợ của mình và Thanh Hoàng Nữ Đế liên hệ lại với nhau. Bây giờ nghe Vương Dương Minh nói, trong lòng Tô Thương liền mạnh dạn to gan suy đoán. Chắc Lý Nguyệt sẽ không phải là Thanh Hoàng Nữ Đế chứ? Không sai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Dương Minh giống như đã nhìn thấu tâm tư của Tô Thương, liền mở miệng nói, cậu Tô, cậu đoán không sai, em dâu Lý Nguyệt, chính là Thanh Hoàng Nữ Đế. Mấy năm trước, ngoại vực đã không có tin tức của cô ấy đến trái đất, là muốn tìm cơ hội để đột phá cảnh giới. Vương Dương Minh nói, Lý Nguyệt là Thanh Hoàng Nữ Đế sao? Tô Thương nhíu mày, nghi ngờ nói, nhưng tôi đã từng quan sát rất tỉ mỉ, bên trong cơ thể Lý Nguyệt không có một chút sóng năng lượng nào, linh hồn cũng không có gì khác thường, cô ấy cũng là một người trái đất bình thường, sao ông lại xác định được cô ấy là Thanh Hoàng Nữ Đế vậy? Dựa vào sự đoán thiên cơ, Vương Dương Minh nghiêm túc nói, tôi đã từng muốn dùng tuổi thọ mấy trăm năm là cái giá phải trả, dự đoán thiên cơ, tính toán tương lai của trái đất.
nhưng chung quy lại là do tôi quá ngây thơ, tuổi thọ trăm tuổi của tôi cũng không chịu nổi năng lực trừng phạt của ông trời. Vương Dương Minh nói tiếp, lần đó, tuy tôi thấy được tương lai, biết được một số chân tướng, suýt nữa thì chết thảm. Nếu như không phải có sức mạnh tín ngưỡng của đạo gia trong thiên hạ ngăn chặn tránh cho tôi bị thương, thì tôi đã chết ngay tức khắc rồi. Vương Dương Minh tiếp tục nói, hai, cũng chính vì vậy, mà mấy trăm năm qua, đạo gia xuống dốc, dân gian tôn sùng đạo Phật, nên đạo gia đã không được coi trọng nữa. Tô Thương nhìn ra Vương Dương Minh không hề nói dối, liền hỏi ngay, phải trả giá lớn như vậy, thì ông đã nhìn thấy cái gì rồi? Không thể nói. Vương Dương Minh nhận lấy ánh mắt của Tô Thương, nói một cách nghiêm túc, nếu tôi nói ra, ngay lập tức sẽ có thiên lôi đánh tôi đến nỗi thịt nát xương tan, đến cả nghe được thiên cơ của cậu, chỉ sợ sẽ không chịu nổi cơn tức giận của ông trời. Nhưng tôi có thể nói cho cậu, Lý Nguyệt chính là Thanh Hoàng Nữ Đế, điều này là không thể nghi ngờ. Tô Thương khẽ gật đầu, chọn tin tưởng Vương Dương Minh, cảm xúc có chút phức tạp, không thể nói ra đó là loại cảm giác gì. Kiếp trước, anh ấy lấy Thanh Hoàng Nữ Đế làm mục tiêu, cả đời đều theo đuổi Thanh Hoàng Nữ Đế. Nhưng, anh ấy chỉ gặp Thanh Hoàng Nữ Đế đúng một lần, chính lần đó, Thanh Hoàng Nữ Đế giống như một vệt sáng, chiếu sáng con đường phía trước của Tô Thương. Lúc đó Tô Thương vẫn chỉ là một tiểu tu sĩ, không có môn phái, bị người khác hãm hại, suýt chút nữa thì bị giết. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đúng lúc Thanh Hoàng Nữ Đế đi ngang qua, ra tay hóa giải nguy hiểm thay cho Tô Thương. Khi đó, Thanh Hoàng Nữ Đế đã là cao thủ giữa trời và đất, chưa có đối thủ. Với tình hình thực tế mà nói, Tô Thương chỉ là một con kiến ở tít dưới đất, chỉ có tư cách kính trọng ngước nhìn Thanh Hoàng Nữ Đế thôi. Đan dược, ăn đi. Sau khi cứu được Tô Thương, Thanh Hoàng Nữ Đế để lại một viên thuốc, rồi bóng người cũng biến mất luôn. Từ đó về sau, Tô Thương không còn gặp lại Thanh Hoàng Nữ Đế nữa. Về sau, Tô Thương đã mạnh lên, cũng đặt chân đến hàng ngũ cao thủ, khi đó anh ấy mới hiểu, hóa ra ánh sáng trong lòng mình, chính là Thanh Hoàng Nữ Đế uy nghi khắp vũ trụ. Từ đó trở đi, mục đích tu luyện của anh ấy, chính là theo đuổi theo kịp bước chân của Thanh Hoàng Nữ Đế. Chỉ tiếc là, Thanh Hoàng Nữ Đế phong nhã tài hoa, khoảng cách giữa hai người, tuy đang được thu nhỏ lại, nhưng từ đầu đến cuối, thậm chí, cơ hội gặp mặt lần sau cũng không có. Nhưng Tô Thương không chịu từ bỏ, vẫn nỗ lực tu luyện, từ trước đến nay không ham mê nữ nhi tình trường, cho dù anh ấy là tiên đế, nhưng bên cạnh cũng không có người phụ nữ nào thuộc về anh ấy cả. Tô Thương luôn trêu chọc, bản thân nhìn thấy Thanh Hoàng chính là sai lầm cả một đời. Tình cảm của anh ấy đối Thanh Hoàng Nữ Đế, thành thật mà nói, chắc chắn không phải là yêu, mà chỉ là sùng bái và cảm kích. Hai loại cảm xúc dung hợp lại với nhau, khiến cho Tô Thương nhớ mãi không quên về Thanh Hoàng Nữ Đế. Nhưng Lý Nguyệt thì khác. Trong khoảng thời gian ở chung này, Tô Thương có thể chắc chắn rằng, mình thích Lý Nguyệt. Anh ấy yêu Lý Nguyệt này, mà không phải yêu vẻ bề ngoài của Lý Nguyệt. Tô Thương thích Lý Nguyệt, không có chút liên quan nào đến dung mạo của Thanh Hoàng Nữ Đế. Bây giờ khi biết Lý Nguyệt là Thanh Hoàng Nữ Đế, Tô Thương không biết mình nên vui vẻ, hay là buồn, thậm chí trong lòng anh ấy còn có chút lo âu. Vương Dương Minh, Thanh Hoàng Nữ Đế đến trái đất, là dùng trạng thái linh hồn, chiếm thấy thân thể của Lý Nguyệt sao? Tô Thương vội vàng hỏi. Nếu như vậy, linh hồn của Thanh Hoàng Nữ Đế, đang ẩn giấu trong cơ thể của Lý Nguyệt sớm muộn gì cũng sẽ có ngày. Linh hồn nữ đế thức tỉnh, Lý Nguyệt liền không còn là Lý Nguyệt nữa mà chính là Thanh Hoàng Nữ Đế. Còn Lý Nguyệt thật sự sẽ biến mất từ đó, giống như đã chết. Tô Thương, nhất quyết không cho phép loại chuyện này xảy ra, người anh ấy yêu là Lý Nguyệt chứ không phải là Thanh Hoàng Nữ Đế. Không phải, Vương Dương Minh lắc đầu, sau đó nói, không phải hồn xuyên, Thanh Hoàng Nữ Đế cũng giống như cậu, đã vào luân hồi, chuyển thế một lần nữa. Lý Nguyệt chính là Thanh Hoàng Nữ Đế, Thanh Hoàng Nữ Đế chính là Lý Nguyệt. Vương Dương Minh tiếp tục nói, Tô Lão Đệ, tôi biết cậu đang lo lắng cái gì, thật ra cậu phải nghĩ thoáng một chút, làm sao cậu biết được tính cách của Thanh Hoàng Nữ Đế khác Lý Nguyệt khác chứ? Không ai là không biết đến danh tiếng của Nữ Đế, cô ấy và Lý Nguyệt khác nhau một trời một vực. Tô Thương thản nhiên nói, đây chỉ là ở trước mặt người ngoài thôi,
cậu đã bao giờ nghĩ đến có lẽ một mặt bí mật khác của Thanh Hoàng Nữ để lại giống như em dâu Lý Nguyệt không? Vương Dương Minh nhẹ nhàng cười nói, Tô lão đệ, nói chung là cậu đã kiếm lời lớn rồi, nhưng chuyện này lại nằm ngoài kế hoạch của cậu. Nghe Vương Dương Minh nói như vậy, trong lòng Tô Thương mới dễ chịu một chút, nhưng sau đó lại hỏi kế hoạch của tôi. Có ý gì, đêm nay chính là thời gian quan trọng để linh khí thức tỉnh, nếu ông đã ở đây thì cũng nên nói cho tôi biết một số việc đi. Thông qua dấu vết để lại trước đó, Tô Thương đã có thể đoán ra được đại khái, hơn 100 năm trước mình đột nhiên đến trái đất, sau đó chuyển thể sống lại, chắc chắn là đã chuẩn bị rất nhiều. Chỉ là sau khi mình sống lại đã quên mất những chuyện đó. Có lẽ Vương Dương Minh chính là người cùng bàn bạc chuẩn bị với mình. Đương nhiên rồi. Vương Dương Minh gật đầu nói, sở dĩ tôi tới tìm cậu là để nói cho cậu sự thật. Chuyện này hơi phức tạp, tuyến thời gian có chút hỗn loạn. Tôi sẽ bắt đầu nói lại từ đầu, cậu hãy lắng nghe cho kỹ. Vương Dương Minh không thừa nước đục thả câu nữa, chậm rãi nói, khoảng hơn 2.000 năm trước, vào thời kỳ Thiên Tần, cậu sinh ra trong gia đình quyền quý, vận mệnh có rất nhiều thăng trầm, cuối cùng đã lớn lên thành hoàng đế một đời, tung hoành thiên hạ, thống nhất Cửu Châu, kết thúc thời đại chiến loạn. Chờ một chút. Nghe đến đó, Tô Thương mơ hồ cảm thấy không thích hợp, hỏi, người mà ông nói là hoàng đế Thủy Hoàng Doanh Chính đi. Có liên quan gì đến tôi? Bởi vì, cậu, chính là Tổ Long, Vương Dương Minh nghiêm túc nói, Tô lão đệ, cậu chính là Hoàng đế Thủy Hoàng thời Tiền Tần, Tổ Long. Cái gì? Sau khi nghe thấy câu trả lời chắc chắn của Vương Dương Minh, Tô Thương lập tức ngây người, trong mắt toàn vẻ kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tổ Long? Mình lại là Tổ Long? Không thể nào, mình hoàn toàn không có ký ức về chuyện này. Tô lão đệ, cậu cứ từ từ nghe tôi nói đã. Vương Dương Minh tiếp tục nói, năm đó sau khi Tổ Long thống nhất thiên hạ đã cảm giác được trái đất bị một ánh mắt vô cùng mạnh mẽ khóa chặt, lấy tu vi của cậu ấy lại không thể nhìn được thực lực của người kia, nhưng Tổ Long có thể xác định mình cũng không phải là đối thủ của người họ, thậm chí còn thua xa đối phương. Tổ Long đưa ra phán đoán, cho dù lấy hết sức mạnh trong thiên hạ cũng không thể gây ra tổn thương cho người ở bên ngoài 9 tầng trời. Vương Dương Minh tiếp tục nói, phải biết, lúc ấy Tổ Long đã là cường giả đế cảnh, lại không phải là đế cảnh bình thường, cho dù là Viêm Long Tiên Đế cũng không bằng cậu ấy. Dù sao Tổ Long là đế cảnh duy nhất trên trái đất, hấp thu khí vận Cửu Châu, sau cậu ấy, không còn ai có thể phá vỡ ngưỡng cửa chuẩn tiên đế để đặt chân đến đế cảnh, đây cũng chính là uy áp của đế cảnh, ép chuẩn tiên đế không có cách nào tăng lên đến đế cảnh chân chính khí vận. Tại hắn về sau, đem không người nào có thể đánh vỡ chuẩn đế bình cảnh. Vương Dương Minh vô cùng kính nể nói, nhưng lúc đó trên trái đất ngoại trừ một chuẩn tiên đế là Tổ Long ra thì còn có trăm vị cường giả chuẩn tiên đế nữa, chỉ riêng môn hạ của Huyền Vi chân nhân Quỷ Cốc Tử đã có vài chục vị cường giả chuẩn tiên đế rồi. Độ kiếp hóa thần cũng nhiều không đếm hết, nhưng những người này cộng lại vẫn không thể đối đầu được với bàn tay đứng phía sau, không thể tạo ra được bất kỳ tổn thương nào. Vương Dương Minh thở dài một hơi, sau đó nói, Tổ Long gánh vác toàn bộ hy vọng của trái đất, cậu ấy chính là sống lưng của trái đất. Cậu ấy biết nếu cứ tiếp tục ở trái đất sẽ không làm được chuyện gì, người giật dây chắc chắn đã vượt qua đế cảnh. Thế là Tổ Long liền giả vờ chết bệnh, xé rách hư không rời khỏi trái đất, đi đến Huyền Thiên Tiên Vực. Vương Dương Minh tiếp tục nói, Tô lão đệ, trí nhớ của cậu hẳn là bắt đầu từ khi đó. Cậu chỉ biết mình đến từ trái đất. Lại quên mất những gì mình đã trải qua ở trái đất. Bởi vì lúc đó trái đất không có tinh không cổ lộ, Tổ Long cưỡng ép xé rách hư không, còn muốn tránh bàn tay đứng phía sau, cho nên đã đi theo một con đường vô cùng nguy hiểm, mặc dù thành công ra được ngoại vực, nhưng bản thân lại bị thương nặng, mất một phần ký ức, thậm chí thực lực cũng không còn sót lại chút gì. Vương Dương Minh nói, cứ như vậy, đời thứ hai của Tổ Long đã diễn ra vô cùng rực rỡ. Bản thân Tổ Long là người có được đại số mệnh, khí vận Cửu Châu, thiên phú không tầm thường, ở đâu cũng là người nổi bật, cuối cùng trở thành Huyền Thiên Tiên Đế tiếng tăm lừng lẫy. Điều này không đúng. Tô Thương vô cùng khó hiểu, liền hỏi, lúc tôi là Huyền Thiên Tiên Đế đã tu luyện 10 vạn năm, Tổ Long mới rời khỏi trái đất hơn 2.000 năm, thời gian này không đúng, cách xa nhau nhiều như vậy, sao tôi có thể là Tổ Long được? Ngay từ đầu tôi đã nói thời gian hỗn loạn rồi mà. Cậu cứ nghe tôi nói rõ chi tiết đã. Vương Dương Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó giải thích, là thế này, Tổ Long xé rách hư không,
xuyên qua dòng sông lịch sử, bất ngờ trở về Huyền Thiên Tiên vực 10 vạn năm trước, khi đó Huyền Thiên Tiên vực chưa được đặt tên như vậy, về sau mới được sửa lại bởi vì Huyền Thiên Tiên Đế. Ý của ông là Tổ Long trở về quá khứ, Tô Thương hỏi như để chứng thực. Đúng. Vương Dương Minh gật đầu nói, đây cũng là một sự trùng hợp, đánh bậy đánh bạ để Tổ Long ở đời thứ hai có được thực lực mạnh mẽ. Tô Lão Đệ, kiếp trước cậu là Huyền Thiên Tiên Đế, thực lực ở thời khắc đỉnh cao nhất của cậu đã vượt qua Tổ Long. Vương Dương Minh tiếp tục nói, nhưng vẫn còn thiếu nhiều lắm, chỉ cần chưa đặt chân đến trên đế cảnh thì sẽ không có cách nào chống lại người giật dây, chắc cậu còn nhớ cậu từng tiến vào cửu u địa ngục đúng không? Nhớ. Tô Thương nói, trí nhớ của tôi dừng lại ở cửu u địa ngục, tôi chỉ nhớ rõ tôi tự bảo, phá hủy cửu u địa ngục, sau đó đến khi có ý thức lại lần nữa thì đã là Tô Thương rồi. Không khác tôi suy đoán lắm. Vương Dương Minh nhìn Tô Thương, nghiêm túc nói, Tô Lão Đệ, hơn 100 năm trước tôi đã gặp cậu, cậu nói với tôi rất nhiều chuyện. Năm đó ở sâu trong cửu u địa ngục, cậu cũng đã lấy lại ký ức của Tổ Long đời thứ nhất rồi. Cậu biết mình là Hoàng đế Thủy Hoàng Tổ Long, biết mục đích mình đến ngoại vực, biết hết tất cả. Vương Dương Minh tiếp tục nói, hơn nữa cậu còn lấy được kỳ ngộ tăng lên trên đế cảnh trong cửu u địa ngục. Còn nữa, cậu hiểu rõ về bí mật của cửu u địa ngục, chỉ cần cậu lựa chọn tự bạo là liên sẽ có thể thoát khỏi cửu u địa ngục, nhưng sẽ không chết thật, thần xác cũng không chia năm xẻ bảy. Phương pháp phá giải cửu u địa ngục chính là ngọc nát đá tan, một khi phá giải được cửu u địa ngục thì sẽ có sức mạnh thần bí, chữa trị hoàn toàn cho cậu. Thế là cậu dùng cách tự bạo để rời khỏi cửu u địa ngục, thân xác lại được chữa trị, thậm chí xé rách hư không, hạ xuống trái đất. Vương Dương Minh tiếp tục nói, đó là lần đầu tiên cậu trở về trái đất sau khi tu tiên 10 vạn năm. Khi đó trái đất đang ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng, mặc dù chân thân của Viêm Long Tiên Đế bị Tô Ma đánh về ngoại vực, nhưng ông ta vẫn nhớ mãi không quên với trái đất. Cậu biết đối thủ thật sự của trái đất chưa bao giờ là Viêm Long Tiên Đế, mà là cường giả vượt qua đế cảnh, lại thêm cậu còn muốn làm một chuyện rất quan trọng, cần đắm chìm trăm năm, cho nên mới đi tìm Viêm Long Tiên Đế, thực hiện một cuộc đánh cược với Viêm Long Tiên Đế. Vương Dương Minh nhìn về phía Tô Thương, tiếp tục nói, mà nhân vật quan trọng của vụ đánh cược này, chắc chắn cậu đã nghe vô số lần, không sai, chính là ông Cố. Tô Vô Kỵ. Năm đó Huyền Thiên Tiên Đế đã chọn chúng Tô Vô Kỵ trong ngàn vạn người. Vương Dương Minh tiếp tục nói, vụ đánh cược của Huyền Thiên Tiên Đế và Viêm Long Tiên Đế cũng rất đơn giản. Chính là nhìn xem Tô Vô Kỵ có thể lấy sức mạnh của bản thân, không quan tâm đến điểm xấu, tăng cấp lên Nguyên Anh ở trái đất hay không. Điểm xấu của trái đất là do Viêm Long Tiên Đế và hai tiên đế khác bắt tay đặt ở trái đất. Vương Dương Minh kiêng kỵ nói, điểm xấu này cũng không phải thứ đơn giản. Chỉ dựa vào ba người Viêm Long Tiên Đế căn bản sẽ không có cách nào để trái đất xuất hiện lực lượng pháp tắc đáng sợ như thế. Vương Dương Minh tiếp tục nói, lúc trước Huyền Thiên Tiên Đế đã nói với tôi, Viêm Long Tiên Đế từng đi qua một nơi nguy hiểm trong vũ trụ thương khung, nhặt được một bảo vật cấp cao ẩn chứa lực lượng pháp tắc thương khung, một khi mở thứ đó ra sẽ có thể bao trùm một tinh vực, để tinh vực đó tràn ngập lực lượng pháp tắc. Vương Dương Minh nhìn về phía Tô Thương, thản nhiên nói, lực lượng pháp tắc này chính là điểm xấu. Thứ đó là của Viêm Long Tiên Đế, nhưng ông ta cũng không có cách nào mở ra, cho nên mới mời hai vị tiên đế khác đến trợ giúp. Huyền Thiên Tiên Đế thăm dò rất lâu mới phát hiện ra sự thật, nhưng lại không có cách nào phá giải, chỉ có thể thông qua đặt cược, muốn để Viêm Long Tiên Đế tự thu hồi pháp tắc điểm xấu. Cho nên mới có vụ cá cược về ông cố của cậu, đáng tiếc, cuối cùng ông cố của cậu đã thất bại. Vương Dương Minh thở dài nói, điều này cũng không thể trách được ông cố cậu, dù sao điểm xấu gần như bằng ý trời, sao ông ấy có thể chống lại được ý trời chứ? Nội dung của vụ đánh cược lúc trước là nếu Viêm Long Tiên Đế thua thì sẽ phải thu hồi điểm xấu, nhưng nếu Huyền Thiên Tiên Đế thua thì sẽ không thể nhúng tay vào chuyện ở trái đất nữa. Vương Dương Minh tiếp tục nói, kết quả thì cậu cũng đã biết, Huyền Thiên Tiên Đế thua, có chơi có chịu, không còn cách nào trợ giúp trái đất nữa. Tôi vốn cho rằng cậu ấy sẽ rời khỏi trái đất đến ngoại vực, nhưng tôi không nghĩ tới vậy mà Huyền Thiên Tiên Đế lại bỏ qua tất cả, lấy cách luân hồi để sống đời thứ ba. Vương Dương Minh nhìn Tô Thương, mỉm cười nói, Tô Lão Đệ, bây giờ cậu đã nghe rõ chưa, cậu là Hoàng đế Thủy Hoàng Tổ Long, cũng là Huyền Thiên Tiên Đế, đồng thời cậu cũng là chính cậu, là Tô Thương. Tô Thương biết kiếp trước mình là Huyền Thiên Tiên Đế, chỉ là hoàn toàn không nhớ rõ mình là Tổ Long.
toàn bộ ký ức về Tổ Long đều biến mất. Nhưng mà, lúc trước gặp Kinh Kha ở dưới núi Cửu Phong, Kinh Kha đã từng nói mình và Tổ Long không khác nhau chút nào. Về sau gặp Bạch Khởi, Bạch Khởi cũng đã nói lời tương tự, chắc hẳn mình thật sự rất giống Tổ Long. Lại thêm chuyện cũ mà Vương Dương Minh nói, có thể sâu chuỗi hoàn chỉnh một cách hợp tình hợp lý, ông ta cũng không cần lừa mình. Cho nên Tô Thương tin lời Vương Dương Minh. Tổ Long, không ngờ tôi lại là Tổ Long. Tô Thương cười khổ, chẳng trách, 10 vạn năm tôi đến Huyền Thiên Tiên vực chỉ nhớ rõ mình là người trái đất, lại không nhớ rõ những gì đã trải qua ở trái đất, hóa ra tôi là Tổ Long. Nghĩ tới đây, Tô Thương cảm thấy hơi tự hào, dù sao Tổ Long là một nhân vật vĩ đại. Tô lão đệ, cậu không chỉ là Tổ Long, thật ra cậu còn có một thân phận nữa. Đúng lúc này, Vương Dương Minh bỗng nhiên nói. Ha, Tô Thương giật nảy cả mình, vội vàng hỏi, có ý gì, chẳng lẽ tôi còn có đời thứ tư? Cũng không phải. Vương Dương Minh lại lắc đầu, nhẹ nhàng cười nói, cậu là thần tượng của tôi rất sùng bái cậu, thần tượng của tôi, ha ha, thân phận này không mạnh hơn 3 thân phận kia của cậu sao? Tô Thương lập tức đen mặt lại, hung dữ lườm Vương Dương Minh. Nếu như không phải nghĩ đến khả năng mình không đánh lại, chắc anh sẽ không nhịn được dạy Vương Dương Minh làm một người có ích với xã hội như thế nào. Đừng nói nhảm, lúc này, Tô Thương nhìn về phía Vương Dương Minh, hỏi, ông còn muốn chủ động nói gì với tôi nữa không, hay là ông còn tin tức bí mật gì nữa, nói cho tôi hết đi. Nếu vậy thì 8-10 năm cũng không nói hết, Vương Dương Minh tôi vô cùng kín miệng, thống thiên hiểu địa. Vương Dương Minh thổi phồng mình lên, sau đó nói, cậu hỏi tôi đi, hỏi gì đáp nấy, Tô Thương gật đầu, trong lòng anh đúng là có rất nhiều điều khó hiểu, sau khi suy nghĩ một lát liền hỏi, vấn đề thứ nhất, ông có biết Viêm Long Tiên Đế và 2 tiên đế khác đang có ý đồ gì không? Tôi nghe được loáng thoáng, hình như ông ta coi trái đất thành chỗ làm thí nghiệm, đang nghiên cứu thứ gì đó, mục đích của ông ta là gì? Đương nhiên là đột phá lên trên đề cảnh rồi. Vương Dương Minh nói chi tiết, đây là điều cậu nói cho tôi biết lúc còn là Huyền Thiên Tiên Đế ở kiếp trước. Chứ chỉ bằng năng lực của tôi thì sẽ không có cách nào tìm ra được bí mật này. Trái đất đã từng xuất hiện cường giả trên đế cảnh, hơn nữa không chỉ một người, tính toán thời gian thì cũng chính là chuyện mấy ngàn năm trước. Vương Dương Minh tiếp tục nói, nhưng mấy chục vạn năm nay ngoại vực vẫn không có một ai trên đế cảnh. Nếu quả thật có người đặt chân lên trên đế cảnh, vậy sẽ có thể trở thành vô địch ở vũ trụ thương khung. Vương Dương Minh tiếp tục nói, Viêm Long Tiên Đế đã thông qua một vài manh mối để hiểu rõ cường giả trên đế cảnh ở trái đất, nhưng những cường giả vô địch kia đã sớm không còn ở trái đất nữa rồi, trên trái đất không có chút tin tức nào của bọn họ. Điều này khiến Viêm Long Tiên Đế động tâm, bắt đầu có ý đồ với trái đất, ông ta quan sát trái đất rất chặt chẽ, muốn tìm kiếm được phương pháp tăng lên cảnh giới cao hơn. Vương Dương Minh tiếp tục nói, nhưng dần dần, ông ta đã nhận ra được người tu chân trên trái đất có tốc độ tiến bộ rất nhanh. Nhất là Quỷ Cốc Tử và đệ tử môn hạ của ông ấy tiến bộ quá nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể đặt chân đến đế cảnh chân chính. Thế là Viêm Long Tiên Đế đã tung ra điểm xấu, bắt đầu áp chế trái đất, thậm chí còn trục xuất từng cường giả ở trái đất, để bọn họ rời khỏi trái đất, đỡ ảnh hưởng đến việc mình khống chế hành tinh này. Vương Dương Minh cười nói, những chuyện sau đó có lẽ cậu đã biết đại khái rồi. Nói thật ra Viêm Long Tiên Đế đúng là may mắn, nếu như đến sớm hơn. Tổ Long còn chưa phá rách hư không rời khỏi trái đất, sẽ dễ dàng để Viêm Long Tiên Đế có đến mà không có về. Vương Dương Minh bổ sung, Tô Thương gật đầu, sau đó nói, những cường giả vô địch vượt qua đế cảnh mà ông nói là ai, có nổi tiếng không? Có, Vương Dương Minh gật đầu, sau đó nói, trên trái đất không chỉ có một vị cường giả vô địch, tôi tùy tiện nói một người với cậu đi. Huyền Vi chân nhân Quỷ Cốc Tử, thầy của trăm nhà chính là chuẩn tiên đế đỉnh phong. Thực lực mạnh mẽ, đệ tử của ông ấy còn khoa trương hơn, môn hạ có hơn 10 vị chuẩn tiên đế. Vương Dương Minh nhẹ nhàng cười nói, cậu đã bao giờ nghĩ đến sư phụ của một người trâu bò như thế là ai, lại mạnh thế nào chưa? Sư phụ, Tô Thương dừng một chút, nói, đại sư phụ ông ấy là ai? Là ông đây, Vương Dương Minh đáp. Hửm, Tô Thương nghe vậy, mặt tối sầm lại nói, Vương Dương Minh, đừng giả vờ tỉnh nữa, vẫn nói là lão tử sao? Có mà ông nội ông đó. Tôi thừa nhận thực lực của ông không yếu, có lẽ còn mạnh hơn so với tôi, nhưng khoảng cách của ông đến cảnh giới tiên đế vẫn còn chênh lệch một đoạn, nên đừng nhắc đến những cảnh giới trên đó nữa.
Tô Thương thúc giục nói, sư phụ quỷ cốc tử là ai, nhanh nói cho tôi biết ngay. Thì chính là lão tử đó. Vương Dương Minh liếc nhìn Tô Thương một chút, nói tôi nói người đó chính là lão tử, không phải là lão tử, đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, lão tử. Tô Thương như tỉnh ngộ ra, nhất thời có chút xấu hổ, hóa ra chính mình lại hiểu lầm. Lão tử lại là một nhân vật tầm cỡ nha, nghe nói sau khi ông ấy đặt chân đến cảnh giới thiên đế, thấy có một số chuyện không ai hiểu được, liền rời khỏi phía tây hàm cốc quan, để tìm rõ chân tướng. Vương Dương Minh thở dài một hơi nói, chỉ tiếc, từ đó về sau, ông ấy liền bạt vô âm tín. Trừ lão tử ra, còn có một số nhân vật nghe nhiều đến quen thuộc khác, đều đặt chân đến cảnh giới trên đó. Vương Dương Minh nói, ví dụ như, khoa phụ trong chuyện thần thoại xưa, gọi là thần thoại nhưng thật ra là có tồn tại thật sự. Lúc trước, khoa phụ đặt chân đến trên cảnh giới tiên đế, thời điểm độ kiếp hình như xảy ra chuyện gì đó, cụ thể là gì thì tôi không rõ, mà cũng không ai biết. Vương Dương Minh tiếp tục nói, mặc dù khoa phụ thành công đặt chân đến cảnh giới chỉ cao vô thượng, nhưng tâm tư của ông ấy không ổn định, mỗi ngày đều hỏi, vì cái gì, vì sao nhưng không ai có ông ấy câu trả lời. Cuối cùng có một ngày, ông ấy nhìn lên mặt trời, rồi nói nhất định có chân tướng mà mình muốn biết. Trong quá trình đó, có một số ngọn núi lớn vực dậy được, khoa phụ không muốn bay lên, nên sử dụng pháp thiên tượng địa, phóng đại cơ thể mình lên vô số lần. Cuối cùng, cơ thể ông ấy vô cùng cao lớn, những ngọn núi cao cũng chỉ đến cổ chân của ông ấy, sông núi, hồ nước, cũng chỉ có thể làm thức uống của ông ấy mà thôi. Vương Dương Minh nói tiếp, cứ như vậy, ông ấy đuổi tới tận cùng trời biển, cuối cùng hết trái đất, lại tiếp tục chạy trong vũ trụ, đuổi theo mặt trời. Thoáng chớp mắt đã mấy ngàn năm trôi qua rồi, cũng không biết khoa phụ có đuổi kịp mặt trời hay không. Vương Dương Minh ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời gay gắt ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm. Lão tử, khoa phụ, vậy mà có tồn tại thật sự, hơn nữa còn là cao thủ cảnh giới trên tiên đờ. Tô Thương cực kỳ giật mình, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, những cao thủ trên cảnh giới tiên đế kia, bây giờ đi đâu hết rồi, vì sao khi trái đất gặp nguy hiểm, bọn họ không xuất hiện? Vấn đề này, tôi không có cách nào trả lời cậu được. Vương Dương Minh nghe vậy, lộ ra một nụ cười khổ, bởi vì, tôi không biết. Tôi nói ra những lời này, là Tổ Long nói cho tôi biết. Cậu ấy cũng chỉ biết những chuyện này mà thôi. Tổ Long nói cho ông, Tô Thương khế nhíu mày, ông vừa nói cho tôi biết, hơn 2.000 năm trước, Tổ Long đã rời khỏi trái đất rồi mà. Bây giờ ông lại nói, ông từng nói chuyện với Tổ Long, Vương Dương Minh, chẳng lẽ ông từ thời tiền tần sống đến tận bây giờ hay sao? Tôi, Vương Dương Minh rõ ràng là đã nói lỡ miệng, nhất thời có chút xấu hổ, sau đó cười nói, Tô lão đệ, chẳng lẽ nói chuyện với nhau? Nhất định phải đối mặt nhau mới nói được hay sao? Tôi quả thực từng nói chuyện với Tổ Long nhưng chỉ là nói chuyện qua màn hình chiếu mà thôi. Vương Dương Minh nói tiếp, tôi chỉ khoảng mấy trăm tuổi, sao có thể gặp qua Tổ Long chứ? Tô Thương khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục đề tài này, mà nói, trước đó ông nhắc đến Tô Ma, chắc hẳn ông cũng biết còn người Tô Ma, ông ấy từng nói cho tôi biết, nói tôi đặt ra một cái ván cược rất lớn, ông biết ván cược này là gì không? Không biết. Vương Dương Minh lắc đầu nói, cậu là huyền thiên tiên đế ở thế giới trước, mặc dù cực kỳ tin tưởng tôi, nhưng có rất nhiều chuyện không nói cho tôi biết, dù sao lúc ấy tôi cũng không có thực lực gì, không giúp đỡ được gì, tôi chỉ biết một vài chuyện thôi. Ông biết Tô Ma chứ, người này có đáng tin không? Tô Thương hỏi thăm lại lần nữa. Đáng tin, Vương Dương Minh trả lời lại nói, tôi và Tô Ma, cũng coi là bạn bè, đã gặp qua vài lần, ông ấy và Viêm Long tiên đế có mối thù cực lớn. Giống như kiểu không chết không thôi năm đó cũng là ông ấy lấy mạng sống ra đánh đổi, đánh Viêm Long tiên đế ở trái đất. Vương Dương Minh nói tiếp, may mắn, ông ấy có một linh hồn chạy ra, may mắn nhặt về được một mạng. Như thế thì tốt, Tô Thường thở dài một hơi, sau đó hỏi, trận pháp ở núi Võ Đang, là tôi ở kiếp trước đã bố trí sao? Đúng. Vương Dương Minh gật đầu nói, cậu không chỉ có bố trí trận pháp ở núi Võ Đang, mà núi Cửu Phong, núi Thái Sơn, Nga Mi. Vùng núi thâm sâu vân vụ, vùng núi giữa núi và biển, tóm lại những ngọn núi lớn trọng thiên hạ, chỗ nào cậu cũng đều bố trí trận pháp. Tôi nhớ lúc đó cậu từng nói, những trận pháp đó có trận pháp tấn công, có trận pháp phòng ngự, đồng thời đem quyền khống chế trận pháo đó, giao cho các tông phái lớn, vì thế họ cũng vui vẻ để cậu bố trí. Vương Dương Minh có chút nghi ngờ, chỉ có điều,
đến giờ tôi vẫn không nghĩ thông suốt, vì sao cậu lại làm như vậy, lãng phí tinh lực, bố trí ra trận pháp, cũng không phải là rất cường đại, chỉ cần là cảnh giới độ kiếp thì có thể trực tiếp phá hủy rồi, không có tác dụng gì quá lớn, như là gân gà thôi, ăn vào cũng không có vị gì, bỏ đi thì tiếc. Tô Thương không nói nữa, vì nhất thời anh cũng đoán không ra chính mình lúc trước đã nghĩ thế nào. Tô lão đệ, vấn đề của ông hỏi không khác lắm, tôi muốn nói với cậu chuyện linh khí khôi phục. Lúc này, Vương Dương Minh nói, ông nói trước đi. Được, Vương Dương Minh nói, linh khí khôi phục, đêm nay chắc chắn phải bắt đầu rồi, địa điểm ngay tại Đông Sơn. Đông Sơn, Tô Thương nhíu mày. Đúng, Đông Sơn, cũng chính là nơi cậu lấy được chìa khóa của Đông Phủ. Vương Dương Minh nghiêm túc nói, đây là Tổ Long nói cho, là máy chiếu hình của Tổ Long nói cho tôi biết, cậu ấy trước khi xuyên phá hư không, đã thấy trước được tương lai. Biết chuyện trái đất sẽ có linh khí khôi phục, nên đem đế khí của chính mình, giữ lại tại Đông Sơn, sớm hấp thụ lực lượng dồi dào. Có điều, Tổ Long cũng không ngờ, đời thứ ba của cậu ấy, lại sớm đi Đông Sơn, đồng thời lấy đi chìa khóa của Đông Phủ. Vương Dương Minh tiếp tục nói, chìa khóa của Đông Phủ. Chỉ có cậu mới chân chính sử dụng, những người khác dù là đạt được thì cũng không thể dùng được. Tô lão đệ, trước khi linh khí khôi phục, cậu phải đem chìa khóa của Đông Phủ, xuất hiện tại Đông Sơn. Vương Dương Minh chân thành nói, chìa khóa của Đông Phủ, tất ra là một cái chìa khóa, mở ra linh khí khôi phục. Chỉ có chìa khóa của Đông Phủ, mới có thể thúc đẩy linh khí khôi phục, thiếu nó, dù là ai cũng không có cách nào làm linh khí khôi phục được. Thì ra là thế. Tô Thương gật đầu nói, đợi chút nữa tôi sẽ đi Đông Sơn, chuẩn bị trước. Được, Vương Dương Minh trịnh trọng đồng ý, linh khí khôi phục cũng không phải chuyện nhỏ. Hy vọng lần này có thể thành công, nếu có thể thuận tiện xóa sổ Viêm Long Tiên Đế thế thì càng tốt. Tô Thương híp hai mắt lại, trong mắt lóe lên một luồng sát ý, có điều ngay sau đó, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện bản thân khó hiểu bấy lâu, thế là dò hỏi, Vương Dương Minh, ông cố Tô Vô Kỵ của tôi, bây giờ rốt cuộc là sống hay chết? Và ở đâu rồi? Trước đây cậu từng hỏi tôi không phải đã nói cho cậu rồi sao, ông ấy không chết, đang ở võ đang. Vương Dương Minh khẽ cười nói, đừng vội, Tô Vô Kỵ hôm nay sẽ nhập thế, sẽ khiến tất cả mọi người kinh ngạc đó. Đúng rồi, có một bí mật, bây giờ nói cho cậu biết cũng không sao, thật ra vụ cá cược năm đó. Vương Dương Minh dừng lại một chút, sau đó nói, Huyền Thiên Tiên Đế, thắng. Thắng rồi, nghe thấy lời của Vương Dương Minh nói, Tô Thương nhất thời ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ý của ông là, ông cố của tôi đã tấn cấp lên cảnh giới Nguyên Anh thành công rồi, chỉ dựa vào thực lực của bản thân, phá vỡ sự khống chế của điểm xấu. Tô Thương dò hỏi, không sai. Vương Dương Minh gật gật đầu, khâm phục nói, Tô Vô Kỵ luôn tin người nhất định thắng được trời, tiềm lực của con người là vô hạn, cho nên ông ấy làm được rồi, thành công bước lên bước kia rồi. Bởi vì ông ấy phá vỡ được sự khống chế của điểm xấu, đã vượt qua tất cả mọi người trên trái đất, cho nên Tô Vô Kỵ đã đạt được những điều tốt mà bất kỳ ai cũng không thể tưởng tượng được. Vương Dương Minh nói tiếp, cho dù là Huyền Thiên Tiên Đế cũng đều không nhìn ra được giới hạn phát triển của Tô Vô Kỵ những ngày tháng sau này. Trái đất cũng không phải là tinh vực bình thường, nơi này đã từng tạo ra rất nhiều cao thủ cảnh giới tiên đế, như Tổ Long đã từng tiên đoán trái đất có thể sẽ trở thành trung tâm của vũ trụ bao la, rộng lớn. Vương Dương Minh tiếp tục nói, Tô Vô Kỵ đánh vỡ điểm xấu, ở trái đất lấy được kỳ ngộ, đương nhiên không tầm thường rồi. Thì ra là thế, Tô Thương khẽ gật đầu, trong lòng mừng thay cho ông cố, sau đó liền hỏi lại lần nữa, còn có một điều tôi vẫn không hiểu, nếu như ông cố đã tấn cấp thành công thì cũng xem như tôi đã thắng. Nếu là như vậy, Viêm Long Tiên Đế muốn chủ động gieo rắc điểm xấu cho trái đất thì tôi cũng có thể tiếp tục bảo vệ trái đất, cần gì phải mạo hiểm đi luân hồi chứ? Tô Thương tò mò hỏi, bởi vì, bất kể thế nào thì cậu cũng đều phải đi luân hồi. Vương Dương Minh nghiêm túc nói, đây là chính là do cậu nói cho tôi biết, cậu ở địa ngục cửu U, đã thức tỉnh trí nhớ đời thứ nhất của mình là Tổ Long, đồng thời đạt được phương pháp để tấn cấp lên cảnh giới trên cảnh giới tiên đế. Mà đi luân hồi, chính là khâu mấu chốt nhất ở trong đó, hơn 100 năm trước, cậu đã đến trái đất, chính là vì muốn đi luân hồi ở chỗ này. Vương Dương Minh giải thích nói, kỳ thật, dựa vào thực lực năm đó của cậu, căn bản không cần e ngại Viêm Long Tiên Đế. Viêm Long Tiên Đế cùng hai gã khác tiên đế, dưới trạng thái toàn thịnh, ba người cùng liên thủ lại, cũng không có khả năng là đối thủ của cậu.
Huống chi, bọn họ đều bị trận pháp bảo vệ của trái đất ngăn lại ở bên ngoài, cho dù cưỡng ép đi xuống trái đất thì cảnh giới cũng sẽ bị áp chế, mạnh nhất thì chẳng qua cũng chỉ là cảnh giới chuẩn tiên đế đỉnh phong. Vương Dương Minh nói tiếp, đời thứ hai của cậu là huyền thiên tiên đế, lại không bị trận pháp bảo vệ của trái đất ngăn cản, cảnh giới cũng không có bị áp chế, vẫn là cao thủ cảnh giới tiên đế như cũ, đưa tay một cái, liền có thể giết chết Viêm Long tiên đế cầm đầu ba tên tiên đế kia. Nhưng cậu biết rõ, ba người Viêm Long tiên đế chẳng qua chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi, không đủ gây sợ, kẻ thù thực sự của trái đất chính là bàn tay to lớn ở phía sau kia. Vương Dương Minh tiếp tục nói, vì không muốn bứt dây động rừng, cũng là vì muốn cho bàn tay to lớn phía sau kia lơ là, cho nên cậu mới giữ lại mạng sống của ba người Viêm Long tiên đế. Về phần cuộc cá cược năm đó, là do cậu cố ý sắp xếp, làm bộ bị bại bởi Viêm Long tiên đế, kể từ đó, cậu và Tô Vô Kỵ liền có thể danh chính ngôn thuận mai danh ẩn tích rồi. Vương Dương Minh khẽ cười nói, sau khi vụ cá cược kết thúc, cậu liền ở ẩn, tìm cơ hội đi luân hồi, mà Tô Vô Kỵ dưới sự sắp xếp của tôi thì ẩn nấp dưới cấm địa của núi Võ Đang, tiêu hóa tạo hóa mà ông ta đạt được thì ra là vậy. Tô Thương nghe hiểu rồi, chỉ là anh không ngờ chuyện năm đó lại có nhiều tình tiết như vậy, sau khi dừng lại một lúc, thì anh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, chờ một chút, năm đó tôi là huyền thiên tiên đế, còn Tô Vô Kỵ chỉ là một người bình thường. Thậm chí, là chính tôi truyền thụ phương pháp tu chân cho Tô Vô Kỵ, đưa ông ấy vào hàng ngũ người tu chân, nghiêm chỉnh mà nói, tôi cũng xem như là nửa sư phụ của ông ấy rồi nhỉ. Tô Thương biểu cảm có chút mất tự nhiên nói ra, đã như vậy, tôi lựa chọn đi luân hồi, trọng sinh ở đâu không tốt hơn, tại sao phải làm chắt trai của ông ấy chứ, vai vế này cũng không khỏi quá thấp rồi mà. Tôi cũng nghe như, ha ha, năm đó lúc cậu muốn đi luân hồi, tôi cũng là nói như vậy với cậu, cảm thấy cậu làm như vậy thì hơi làm mất giá trị bản thân của mình rồi, về sau nhìn thấy Tô Vô Kỵ thì cũng ít nhiều cảm thấy ngượng ngùng. Vương Dương Minh cười cười nói, nhưng cậu lại không thèm để ý, thậm chí còn muốn mau chóng trọng sinh, bởi vì cậu biết, Tô Vô Kỵ nghịch thiên mà đi, phá vỡ những quy tắc thông thường, đạt được xuất thưởng, tương lai không lâu sau chính là một sự tồn tại khủng bố. Cho nên đợt luân hồi lần này của cậu, cậu mới mặt dày mày dạn, đi làm chắt trai của Tô Vô Kỵ, chính là vì muốn nhận được sự chăm sóc của Tô Vô Kỵ sau này. Vương Dương Minh nói thêm, Tô lão đệ, cậu phải biết đủ đi chứ, chỉ tại tôi không hiểu luân hồi, nếu không mẹ cậu đã sớm mang song thai, chúng ta cũng sẽ là anh em ruột thật sự rồi. Tô Thương tức sạm mặt lại, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nhưng từ đây cũng có thể nhìn ra, ông cố đạt được kỳ ngộ, tất nhiên sẽ vô cùng khủng bố, đây là chuyện tốt. Nhắc đến chuyện này, Tô lão đệ, cậu phải cảm ơn tôi đàng hoàng đó, nếu không có tôi thì ông nội của cậu sớm đã tiêu tùng rồi, cha của cậu cũng sẽ không được sinh ra, cha của cậu mà mất rồi thì cậu làm sao trở thành chắt trai của Tô Vô Kỵ được chứ? Vương Dương Minh không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói, lúc đó sau khi ông cố cậu mai danh ẩn tích, các tông phải luyện võ lớn có ý đánh chiếm núi Côn Luân, chuyện này cậu hẳn là đều biết rồi, tôi cũng không muốn nói nhiều. Tóm lại, nếu không phải là do tôi âm thầm hành động, cứu được ông nội cậu thì ông ấy sớm đã không còn rồi. Vương Dương Minh nói tiếp, còn nữa, sau khi chạy thoát khỏi núi Côn Luân, ông nội Tô Kiền Khôn đần độn của cậu lại đi tòng quân, xém chút chết trên chiến trường. Tôi đã tính tới được chuyện này, vốn muốn chính mình đi giúp ông nội cậu, ai ngờ ông cố Tô Vô Kỵ của cậu lại tỉnh rồi. Đó là ông ấy sau khi trải qua lôi kiếp, thức tỉnh lần thứ nhất, quần áo trên người cũng không kịp thay, lúc ấy ông ấy cũng đã là cảnh giới độ kiếp. Khủng bố lắm nha, sau khi ông ấy đặt chân lên cảnh giới Nguyên Anh, liền tấn cấp ngay lên Nguyên Anh đỉnh phong, bế quan một đoạn thời gian, liền đột phá đến độ kiếp, tốc độ tiến bộ này khiến cho người khác hâm mộ mà. Vương Dương Minh nói tiếp, Tô Vô Kỵ biết con ruột xảy ra chuyện liền ngồi không yên, cũng không để ý đến lời khuyên can của tôi, lẻ loi một mình đi đến chiến trường, cứu ông nội của cậu. Tô Vô Kỵ cũng biết bản thân đang ẩn nấp cho nên mới không nói chuyện gì với ông nội của cậu, cấp tốc quay trở về lại núi Võ Đang, để chuyện này không có gây nên động tĩnh gì quá lớn. Tô Thương khẽ gật đầu, liên quan tới chuyện ông cố của mình xuất hiện ở chiến trường thì anh đã nghe nói tới rồi. Bây giờ Tô Thương rất tò mò về thực lực của ông cổ, liền dò hỏi, ông cố tôi năm đó đã đặt chân lên cảnh giới độ kiếp, bây giờ đã hơn 100 năm trôi qua, ông ấy tất nhiên sẽ không dậm chân tại chỗ, ông có biết bây giờ ông ấy là ở cảnh giới nào rồi không? Không rõ nữa,
Vương Dương Minh thành thật nói, dưới sự sắp xếp của tôi, Tô Vô Kỵ ẩn nấp ở cấm địa của núi Võ Đang, lúc tôi ở núi Võ Đang thì cũng thường xuyên gặp gỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Mười mấy năm trước tôi rời khỏi núi Võ Đang chu du khắp nơi, khi đó, ông ấy đã là bán chuẩn tiên đế rồi, bất kỳ lúc nào cũng có thể đặt chân vào cảnh giới chuẩn tiên đế chân chính. Vương Dương Minh nói tiếp, lại qua mấy chục năm, ông ấy đã đi đến bước nào thì thật lòng tôi cũng không rõ, có lẽ, đã đặt chân đến chuẩn tiên đế trung hậu kỳ rồi. Chuẩn đế trung hậu kỳ, Tô Thương dùng mình, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh, không nghĩ rằng ông cố thân ở trái đất, vậy mà ông ấy có thể dùng thời gian ngắn như vậy, đạt được thành tựu khủng bố như vậy. Tôi chỉ suy đoán mà thôi, cụ thể Tô Vô Kỵ đã đặt chân vào cảnh giới nào thì tôi cũng không xác định được. Vương Dương Minh khẽ cười nói, có điều, cậu sẽ lập tức được biết thôi, đêm nay linh khí khôi phục, Tô Vô Kỵ thế nào cũng có mặt. Lúc này đây, phần thắng của chúng ta rất lớn, Bạch Khởi, Thương Ưởng, bọn họ đều sẽ xuất hiện. Vương Dương Minh nói tiếp, còn có Tô Ma, ông có Tô Vô Kỵ của cậu. Phe này của chúng ta có 5 vị cường giả chuẩn đế, hoàn toàn có thể trấn áp tất cả. Vương Dương Minh tự tin nói, cho dù Viêm Long Tiên Đế đích thân đến thì cũng chỉ là chuẩn đế đỉnh phong mà thôi, mặc dù cậu ta có đế khí chân chính, 5 vị chuẩn đế chúng ta liên thủ, đối mặt với cậu ta thì cũng có sức đánh một trận. 5 vị chuẩn đế, Tô Thương hơi dừng lại, nhíu mày nói, Bạch Khởi, Thương Ưởng, Tô Ma, ông cố của tôi, 1, 2, 3, 4, lấy đâu ra 5, Vương Dương Minh, ông không biết đếm sao? Nghe được câu hỏi của anh, Vương Dương Minh cũng không trả lời, ông ấy tươi cười nhìn Tô Thương, trong mắt tràn ngập kiêu ngạo, ý tứ kia, rất rõ ràng. Ông cũng là chuẩn đế, Tô Thương lập tức phản ứng lại, làm sao, không giống à? Vương Dương Minh khẽ cười nói, hơn 100 năm trước, tôi cũng đã là độ kiếp cảnh giới, mấy năm nay tôi du lịch khắp nơi, liên tục đột phá bản thân dưới hồng trần. Nói đơn giản một chút thì, cậu cho rằng tôi ở rể nhiều năm như vậy là làm không công à? Vương Dương Minh hỏi ngược lại, được rồi. Tô Thương sờ sống mũi, cười khổ nói, tôi chỉ là thật sự nghĩ không ra, một vị cường giả chuẩn đế vậy mà lại bị người bình thường cướp bóc, còn suýt chút nữa bị bác gái hơn 60 tuổi cưỡng bức, thật không thể tưởng tượng được. Mẹ kiếp, Tô Thương, chuyện này về sau có thể không nói ra được không? Vương Dương Minh lập tức cảm thấy bản thân thật hết chỗ nói, đen mặt nói. Phải xem tâm trạng, Tô Thương cười. Ngược lại nói, tôi đã biết đại khái sự việc, linh khí phục hồi quan trọng hơn, bây giờ chúng ta đi Đông Sơn. Bạch Khởi đã đến Đông Sơn trước, bây giờ chúng ta chạy tới tụ hợp với ông ấy. Tô Thương nói tiếp, đúng rồi, ông tính một chút, Thương Ưởng, Tô Ma, còn có ông cố của tôi, đại khái thì khi nào bọn họ có thể đến. Vương Dương Minh nhìn Tô Thương, dò hỏi, cậu là kẻ ngốc à? Đâu cậu có hố à? Bọn họ đều là chuẩn đế, thân mang đại khí vận. Cậu còn đặc biệt để tôi tính bọn họ, cậu là đang chê mạng tôi lớn phải không? Không phải ông đã tính bọn họ sao, nếu không thì làm sao ông lại biết tối nay bọn họ sẽ đến Giang Bắc? Mẹ kiếp, tính cái khỉ khô, chuyện này là tôi được người thứ hai đặc biệt ủy thác, sớm đã được sắp xếp tốt. Vương Dương Minh đen mặt nói, với năng lực bây giờ của tôi, ngẫu nhiên tính toán một chuẩn đế không có vấn đề gì lớn, nhưng một lần tính 3 người, cậu muốn xem tôi thất khiếu chảy máu sao? Không thể tính thì không tính, ông gấp cái gì? Tô Thương bĩu môi, lập tức thúc giục nói, đi thôi, đừng rong dài nữa, chúng ta đi Đông Sơn. Nói xong, Tô Thương mở cửa phòng ra, lập tức rời đi. Đi cái rắm, tôi tự mình đi trước, Hồng Nhan Chi Kỷ của đến tìm cậu kia. Vương Dương Minh lên tiếng nói, Hồng Nhan Chi Kỷ, Tô Thương phóng thần thức, nhưng anh không cảm nhận được có người đến đây, vì thế anh hỏi, Vương Dương Minh, ai đang đến, ông nói rõ ràng đi. 10 phút sau, cậu sẽ biết. Khóe miệng Vương Dương Minh nhếch lên một nụ cười ý vị, nói, lát nữa có thể sẽ có một cuộc chiến, cậu nên tránh xa một chút, tránh để bản thân dính đầy máu, tôi đi trước đây, chúng ta gặp nhau ở động phủ Đông Sơn. Nói xong, Vương Dương Minh không nhiều lời nữa, thân ảnh lóe lên, rất nhanh đã rời khỏi trang viên nhà họ Tô. Ha, có người đến tìm mình, chiến đấu. Tô Thương nhíu mày. Thầm nghĩ, chẳng lẽ, có người muốn ra tay với mình? Vương Dương Minh tính ra được, mà ông ấy lại chuồn mất, chứng tỏ nó không quá uy hiếp với mình. Tô Thương phân tích một phen, ngược lại hình như anh nghĩ đến cái gì, nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ kiếp, Vương Dương Minh cái đồ chó này, bảo ông ấy tính chính sự thì ông ấy không làm,
tính cuộc sống riêng tư của mình thì ngược lại rất để ý, còn không sợ bị phản phệ, cái đồ quái này. Tô Thương hùng hùng hổ hổ, sau đó nhanh chân sải bước rời khỏi trang viên nhà họ Tô, đứng ở bên ngoài. Không bao lâu sau, anh lập tức phát hiện ra một đạo khí tức quen thuộc, quả nhiên là có người tới tìm anh. Người đến đây, không phải là người ngoài, mà chính là Tây Dao. Chỉ thấy bà ta mặc chiếc đầm dài màu trắng, phiêu tán hạ xuống, cách Tô Thương chỉ có 2 thước. Khí chất của Tây Dao tươi mát thoát tục, vẻ ngoài lại càng nghiêng nước nghiêng thành, có một loại cảm giác trị đại. Tô Thương. Tây Dao dừng bước, đôi mắt đẹp rơi trên người Tô Thương, khuôn mặt ngọc tuyệt đẹp khó có được nở một nụ cười. Chị Tây Dao. Tô Thương nghênh đón ánh mắt của Tây Dao, khẽ cười nói, sao chị lại đến đây ngồi đi. Không được. Tây Dao lắc đầu, sau đó tâm trạng của bà ta hơi suy sụp, trong biểu cảm thoáng có sự không nỡ, chị đến đây là vì muốn nói lời tạm biệt với cậu. Chị phải đi rồi, hôm nay chị sẽ rời khỏi trái đất, thực lực của chị tương đối yếu, linh khí hồi sinh chị cũng không giúp được gì. Tây Dao thở dài một hơi nói, cho nên, chị sẽ không ở lại rồi gây thêm phiền phức cho cậu, chị muốn lên tinh không cổ lộ, rời khỏi trái đất, đến ngoại vực tìm kiếm cơ duyên. Tình huống của Tây Dao và Long Hành Thiên cơ bản không khác nhau lắm, giống ở chỗ gia tộc, đều từng uy áp cả kỷ nguyên. Sau khi biết Long Hành Thiên tu luyện M Dương Long thần công, Tây Dao đã hạ quyết tâm, muốn võ học của nhà bà ta xuất hiện ở hậu thế một lần nữa. Nhưng tình hình của trái đất có hơi phức tạp, cho nên Tây Dao muốn đến ngoại vực, ở ngoại vực từ từ mạnh lên. Rời khỏi trái đất, Tô Thương lập tức sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, chị Tây Dao, không ai biết tinh không cổ lộ bên kia là tình huống gì, tại sao chị lại sinh ra suy nghĩ này trong đầu, quá mạo hiểm, tôi kiên quyết không đồng ý. Không cần khuyên chị, Tô Thương, tâm ý chị đã quyết. Tây Dao nói, chỉ có đến vực ngoại, chị mới có thể trở nên mạnh hơn, lần này chị đến, một là vì nói lời tạm biệt với cậu, hai là muốn nói cho cậu biết tin tức của Du Du và Tinh Hà. Nói vậy núi Cửu Phong đã có người nói cho cậu biết, hai đứa nhóc kia bị chị mang đi. Tây Dao nói tiếp, chị dẫn bọn nhóc đến đất tổ nhà họ Tây, bọn nhóc không gặp nguy hiểm, chờ linh khí hồi phục, nếu như thời cuộc có lợi, cậu có thể đưa bọn nhóc về bên cạnh. Được, Tô Thương gật đầu, sau đó anh nói, nếu tâm ý của chị đã quyết, vậy tôi khuyên cũng vô dụng, chị Tây Dao, đến ngoại vực rồi, hành động nhất định phải cẩn thận, chờ sau khi tôi khiến linh khí hồi phục xong, tôi sẽ lập tức đi nghiên cứu tinh không cổ lộ, đến lúc đó, tôi sẽ đi tìm chị. Chị nhiều lần bảo vệ tôi, giúp đỡ tôi, đến lúc đó, đến phiên tôi bảo vệ chị. Tô Thương nghiêm túc nói. Tô Thương, Tây Dao nhìn Tô Thương, bà ta nở một nụ cười. Trước kia bà ta luôn gọi Tô Thương là thằng nhóc, có điều đó là trước khi ở chung với Tô Du Du và Tô Tinh Hà. Bà ta ý thức được, thằng nhóc trong miệng bản thân đã là cha rồi, bà ta không thể cứ xưng hô như vậy nữa. Giờ phút này, khi phải chia tay, Tây Dao chăm chú nhìn Tô Thương, trong lòng tràn ngập sự không nữ. Tô Thương, chị gái này là ai? Ánh mắt chị ấy nhìn anh, rất thú vị. Đúng lúc này, Lý Nguyệt đi ra từ trang viên, khoác cánh tay Tô Thương, mặt tươi cười nhìn Tây Dao. Sau khi nhìn thấy Lý Nguyệt, thứ đầu tiên Tô Thương nghĩ đến là trận chiến là Dương Vương Minh đã nói. Bây giờ anh mới hiểu được, trận đấu trong miệng Vương Dương Minh, không phải là anh sẽ đánh nhau với người khác, mà là giữa Lý Nguyệt và Tây Dao, có thể sẽ xảy ra chiến đấu. Không phải, không có khả năng. Vương Dương Minh tính toán không hề có sơ hở, trận chiến này, nhất định sẽ phát sinh. Chẳng qua, Tô Thương vẫn là muốn giãy giụa một chút, nếu như hai người không đánh thì sao? Bà xã, Tô Thương đón nhận ánh mắt của Lý Nguyệt, khẽ cười nói, chị ấy là Tây Dao, đã từng cứu anh nhiều lần. À, Lý Nguyệt nhìn Tô Thương một cái, sau đó cô tạo nhã cười nói, Tây Dao, cái tên này rất dễ nghe, người cũng xinh đẹp. Xin chào, làm quen một chút, tôi là vợ chưa cưới của Tô Thương, Lý Nguyệt, Tây Dao gật đầu nói, Lý Nguyệt, tôi đã nghe qua tên của cô, nhìn bên ngoài, cô thật sự xứng đôi với Tô Thương. Nghe qua tên của tôi, Tô Thương nhắc đến tôi với chị, Lý Nguyệt tươi cười hỏi, cái đó thì, ngược lại không có. Tây Dao lắc đầu, thành thật nói, minh chủ núi Cửu Phong, Thiên Sơn Tuyết, cô ấy đã nói với tôi một ít chuyện, trong đó bao gồm cả cô. Là vậy sao? Phi Tuyên cười cười nói, tôi rất nghi ngờ, cô ấy đánh giá tôi như thế nào? Cô ấy nói cô rất tốt. Tây Dao không phải kẻ ngốc,
bà ta có thể cảm nhận được địch ý của Lý Nguyệt đối với bà ta, nhưng bà ta cũng không quan tâm. Ngược lại bà ta nói tiếp, chuyện của cô và Thiên Sơn Tuyết, cô ta đều nói với tôi, cô ta không chỉ nói với tôi một lần, cô ta xin lỗi cô, năm đó là cô ta làm sai, còn nói sau này nếu có cơ hội, cô ta sẽ đích thân đến cửa xin lỗi cô. Xin lỗi tôi. Lý Nguyệt nghe nói như vậy, trong lòng hơi phức tạp. Thật ra, năm đó Thiên Sơn Tuyết và Tô Thương làm loại chuyện đó, mặc dù ngoài miệng Lý Nguyệt nói không thèm để ý, nhưng sao trong lòng cô lại không tức giận được. Nhưng cô cũng sẽ không bởi vì vậy mà lựa chọn chấm dứt quan hệ với Thiên Sơn Tuyết, bởi vì cô biết, Tô Thương sẽ không chỉ thuộc về một mình cô. Nhưng mà, Lý Nguyệt rất muốn có một câu trả lời hợp lý với Thiên Sơn Tuyết, chỉ cần Thiên Sơn Tuyết đến, cho dù cô ta không xin lỗi, chỉ là đứng ở trước mặt cô, nhìn nhau cười, chuyện này đều có thể hoàn toàn được bỏ qua. Nhưng mà, chuyện đã qua lâu như vậy, từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy bóng dáng của Thiên Sơn Tuyết. Cô ta khẳng định sẽ đến Giang Bắc gặp Lý Nguyệt. Đây là có ý gì? Khinh thường giải thích, khinh thường biểu đạt sự áy náy, hay căn bản là khinh thường cô? Lý Nguyệt nghĩ không ra, lâu ngày, trong lòng cũng có chút để ý. Quên đi, tâm trạng Lý Nguyệt có chút xa xút nói, nếu cô ta thật sự nghĩ như vậy thì cô ta đã sớm đến tìm tôi rồi. Sự kiện kia đã qua 5-6 năm, Thiên Sơn Tuyết chưa bao giờ tới tìm tôi. Nửa năm trước, cô ta đến Giang Bắc cũng không lấy thân phận Giang Tuyết Nhi xuất hiện trước mặt tôi. Lý Nguyệt nở một nụ cười tự giễu, tôi không muốn nhắc lại chuyện này nữa, về phần lúc sau giải quyết như thế nào, thì phải xem sự lựa chọn của Tô Thương. Lý Nguyệt, cô hiểu lầm rồi. Tây Giao nghe nói như vậy thì bà ta lên tiếng giải thích, Thiên Sơn Tuyết vốn định sau khi Bách Tông hội võ qua đi, chờ tất cả mọi chuyện lắng xuống, cô ta sẽ tới tìm cô, tự mình kể cho cô nghe tất cả mọi chuyện. Nhưng sau Bánh Tổng hội võ, nỗi sợ hãi lớn dưới núi Cửu Phong lại bắt đầu không an phận, vì bảo vệ núi Cửu Phong, cũng vì hàng ngàn hàng vạn sinh linh, Thiên Sơn Tuyết đành phải trở về núi Cửu Phong, dùng bản thân trấn áp đại khủng bố. Tây Giao nói tiếp, cho đến bây Thiên Sơn Tuyết vẫn còn nằm trong quan tài dưới núi Cửu Phong, ngàn cân treo sợi tóc, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Cái gì? Lý Nguyệt nghe nói như vậy thì lập tức khẩn trương, cô truy hỏi, chị nói đều là thật. Không hề lừa gạt tôi đúng không? Bà xã, Tô Thương cũng giải thích, lời của chị Tây Giao là thật, Tuyết Nhi thật sự ở dưới núi Cửu Phong trấn áp đại khủng bố, một khi đại khủng bố phá tan trận pháp, Tuyết Nhi sẽ lập tức nguy hiểm đến tính mạng. Chuyện này nói ra tương đối phức tạp, anh sẽ không giải thích quá nhiều với em, tóm lại anh đã tìm được giải pháp, trong thời gian ngắn Tuyết Nhi sẽ không có nguy hiểm. Tô nói thêm, không ngờ vậy mà có thể như vậy. Sau khi Lý Nguyệt nhận được đáp án chắc chắn thì cô tự trách nói, là tôi quá kiêu ngạo, tôi trách lầm Tuyết Nhi. Chuyện này cũng không thể trách cô, đổi lại là người khác, trong lòng cũng sẽ không thoải mái, tôi có thể hiểu được. Tây Giao nhìn Lý Nguyệt, nói tiếp Thiên Sơn Tuyết còn nói cho tôi biết một chuyện, Lý Nguyệt, cô có muốn nghe không? Chuyện gì? Lý Nguyệt tò mò hỏi. Cô ta nói, nếu như muốn làm người phụ nữ của Tô Thương, đầu tiên phải có được sự đồng ý của anh. Sau đó mọi chuyện lấy anh làm chủ, nếu không làm được điểm này, sẽ không xứng làm người phụ nữ của Tô Thương. Tây Giao nhìn Lý Nguyệt, nghiêm túc nói bây giờ tôi muốn hỏi cô, tôi có thể làm người phụ nữ của Tô Thương không? À, Lý Nguyệt còn chưa nói gì, Tô Thương bên cạnh với vẻ mặt mơ hồ cười khổ nói, chị Tây Giao, dọa tôi một trận, chị cũng đừng trêu tôi. Tôi không hề nói đùa, những lời tôi nói đều là thật. Ánh mắt Tây Giao trực tiếp với Tô Thương. Vô cùng nghiêm túc nói, chị muốn làm người phụ nữ của cậu, ngay từ cái nhìn đầu tiên chị nhìn thấy cậu, cậu đã hấp dẫn sự chú ý của chị. Không đúng, phải nói là khuôn mặt này của cậu, hấp dẫn chị, bởi vì cậu rất giống chị Ngọc Yến. Tây Giao xa vào hồi ức, nói tiếp, năm đó, chị mới đến Hồng Trần, gặp được người đầu tiên thật lòng đối tốt với chị, chính là chị Ngọc Yến. Chị ấy giúp chị, cẩn thận chăm sóc chị, mỗi khi ở cùng một chỗ với chị ấy, chị sẽ rất vui vẻ. Khi chị ấy bị người ta khi dễ, không vui, chị sẽ rất tức giận. Tây Giao nở một nụ cười, đương nhiên, chị không có khả năng sẽ thật sự để cho người ta khi dễ chị ấy, có chị ở đây, đừng ai nghĩ đến chuyện chạm vào một sợi tóc chị Ngọc Yến. Nhưng mà, có một người lại là ngoại lệ, người đó chính là cha của cậu, Tô Thần Binh. Tây Giao cười nói, lúc chị nhìn thấy anh ta và chị Ngọc Yến ở chung một chỗ, trong lòng chị rất ghen tị. Thậm chí trong đầu còn nảy sinh suy nghĩ giết chết Tô Thần Binh. Nhưng chị biết,
chị Ngọc Yến rất thích Tô Thần Binh, nếu Tô Thần Binh chết, chị Ngọc Yến sẽ rất buồn, cho nên chị đã buông tha Tô Thần Binh. Khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời chị chính là những ngày ở chung với chị Ngọc Yến trên chiến trường. Tây Dao nói xong, bà ta lộ ra một sự mất mát, đáng tiếc, sau đó chị ấy và Tô Thần Binh cùng nhau rời khỏi chiến trường, trở về Giang Bắc. Chị biết chị Ngọc Yến không thuộc về chị ấy thuộc về Tô Thần Binh, thuộc về đứa con của hai người bọn họ, chị ấy có cuộc sống của mình, mà chị cũng phải có cuộc sống thuộc về chị. Vì thế, chị đã tiễn bọn họ đi, ở lại kinh đô, tạo ra quốc nhận, khiến cho bản thân hoàn toàn bận rộn. Nhưng mà, chị tuyệt đối không nghĩ tới, chị Ngọc Yến sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, thậm chí ngay cả mạng cũng không còn. Nói đến đây, Tây Dao nghiến răng nghiến lợi nói, chị nhận được tin tức, đầu tiên chị đến kinh đô, Tô Thần Binh nói cho chị biết, nói chị Ngọc Yến bị bệnh mà mất. Chuyện này sao có thể, một người đang yên đang lành, tại sao có thể đột nhiên bị bệnh mà qua đời, trong này khẳng định có mờ ám. Tây Dao lắc đầu nói, đáng tiếc, chị Ngọc Yến đã chết, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chị lại không thể diệt trừ nhà họ Tô, nếu không chị Ngọc Yến ở trên trời có linh thiêng nhất định sẽ đau khổ. Chị ấy đi rồi, chị cực kỳ đau lòng, chị vốn tưởng rằng, đời này sẽ không bao giờ đặt chân đến Giang Bắc nữa, sẽ không tiếp xúc với nhà họ Tô nữa. Tây Dao điều chỉnh lại tâm trạng, bà ta nở một nụ cười, tiếp tục nói, nhưng chị không ngờ rằng, bởi vì Hồng Liên đao, chị lại tới Giang Bắc, còn gặp được cậu. Nói xong, ánh mắt Tây Dao rơi trên người Tô Thương, biểu cảm hết sức vui vẻ, Tô Thương, cậu biết không, cậu giống như một tia ánh sáng chiếu vào lòng chị. Chuyện này có liên quan đến chị Ngọc Yến, nhưng cũng không có quan hệ gì với chị ấy, cha của cậu Tô Thần Binh, trước kia thường xuyên nói chị là bách hợp, nói chị yêu chị Ngọc Yến. Thật ra, chỉ có chị mới biết, đây không phải là thật, chị chỉ là đối xử tốt với chị Ngọc Yến, chỉ đơn thuần hy vọng chị ấy sống tốt hơn, thích cảm giác ở bên cạnh chị ấy. Tây Dao nghiêm túc nói, chị rất rõ ràng, đó không phải là thích, chỉ là tình cảm khuê mật bình thường mà thôi. Về phần vì sao chị không tìm đàn ông, đó là bởi vì, không còn bất kỳ người đàn ông nào lọt vào mắt chị. Nhưng mà, Tô Thương, cậu thì khác, bởi vì cậu và chị Ngọc Yến có vẻ ngoài giống nhau. Khiến cho chị thả lỏng trái tim của bản thân, chị dần dần tiếp xúc với cậu, lúc đó chị mới biết được, chị đã yêu cậu. Tây Dao nhìn Tô Thương, chân thành nói, con người của chị không thích che giấu tình cảm của bản thân, thích chính là thích chính là không thích, chị không thích dây dưa trong phương diện này. Lần chia tay này, chị sắp sửa đi ngoại vực, có khả năng cậu sẽ mãi mãi không gặp được chị. Tây Dao có chút không nỡ, lần chia tay này, rất có thể sẽ là vĩnh biệt. Cho nên, chị muốn nói cho cậu biết, chị, Tây Dao nhà họ Tây, thích cậu. Tô Thương lẳng lặng nghe xong lời Tây Dao, cả người đều ngây ngẩn. Đối mặt với lời thổ lộ oanh liệt của Tây Dao, anh triệt để choáng váng, trong đầu ong ong, không biết bây giờ nên làm thế nào mới tốt. Lời thổ lộ này, rất mãnh liệt. Lúc này, Lý Nguyệt lên tiếng cười nói, Lý Nguyệt. Tây Dao nhìn Lý Nguyệt, lần thứ hai nghiêm túc hỏi, nếu tôi có thể trở về từ ngoại vực. Hoặc là hai người đi ngoại vực, mặc kệ tôi có thay đổi gì, cậu ấy luôn là người quan trọng nhất với tôi. Cho dù thực lực của cô không bằng tôi giơ tay lên là có thể xóa bỏ cô, thì tôi vẫn lấy cậu ấy làm chủ, cô có thể đồng ý thỉnh cầu của tôi, để cho tôi làm người phụ nữ của Tô Thương không? Tây Dao chân thành nói, hả? Lý Nguyệt nghe được những lời này, lập tức hơi mất hứng, lòng hiếu thắng dâng lên, tôi vốn không có ý kiến gì, chỉ thích Tô Thương, chỉ cần Tô Thương cũng thích chị. Chị lại sẽ nghe lời của tôi, vậy hai người lập tức có thể ở bên cạnh nhau, con người tôi rất dễ nói chuyện. Nhưng mà, câu nói lúc sau của chị khiến tôi rất bất mãn, cái gì gọi là chị rất mạnh, còn giơ tay lên là có thể xóa sạch tôi. Lý Nguyệt không phục nói, sao chị dám nói ra những lời như vậy, chị biết bây giờ tôi mạnh bao nhiêu sao? Dù mạnh đến đâu cũng không mạnh bằng tôi, Tây Dao thành thật nói, bà ta sẽ không nói dối. Lý Nguyệt lập tức không vui, dường như muốn xác định hình tượng chính thất của bản thân, cho nên cô mở miệng nói, Tây Dao đúng không, xem ra chị rất tự tin với thực lực của bản thân, thật sự là trùng hợp, tôi cũng rất tự tin, không bằng chúng ta tỉ thí một chút. Được, Tây Dao không chần chờ, một lời đồng ý, đừng. Tô Thương thấy vậy, vội vàng tiến lên hòa giải, bà xã, chị Tây Dao, hai người đều rất mạnh, đều cực kỳ lợi hại, không cần thiết phải tỉ thí, ai bị thương cũng không tốt. Không sao, bọn em chỉ là luận bàn một chút,
chỉ thử qua, cũng không phải thật sự đánh nhau. Lý Nguyệt nói tiếp, huống hồ, không phải anh có đan dược chữa thương sao, bị thương cũng không có việc gì, rất nhanh có thể hồi phục. Nhưng mà, Tô Thương còn muốn nói, lúc này Lý Nguyệt ngắt lời nói, được rồi, Tô Thương, anh ở một bên làm trọng tài, nhìn bọn em đánh. Quả nhiên, vẫn có đại chiến, xem ra lời Vương Dương Minh nói đã ứng nghiệm, thể này xem xa còn tính rất chuẩn. Vương Dương Minh vừa rồi cũng nói, anh phải tránh xa một chút, rất có đạo lý. Trọng tài thì anh không làm đâu, anh sợ toàn thân bị dính đầy máu. Hai người cứ từ từ đánh, tôi có việc quan trọng cần xử lý nên đi trước đây, chị Tây Giao, nếu như chị vẫn có ý định muốn đi ngoại vực, vậy thì nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, tin tưởng tôi, không bao lâu nữa, tôi sẽ có được thực lực áp đảo Thương Vũ. Đến lúc đó, dù cho khắp nơi là Thương Vũ, 10 vạn tinh vực, tôi cũng sẽ tìm được chị. Để lại một lời, Tô Thương không chần chờ, gần như là chạy trối chết, thân ảnh lóe lên rồi nhanh chóng rời khỏi trang viên nhà họ Tô. Được rồi, bây giờ Tô Thương đã đi rồi, chúng ta có thể thả lỏng đánh một trận. Lý Nguyệt khẽ cười nói, trước đó, tôi có thể nói cho chị biết, tôi là võ tôn đỉnh phong, chỉ có một bước ngắn đến cảnh giới võ thánh, chị thì sao, chị là cảnh giới gì? Lúc trước tôi là cổ võ giả, cảnh giới bình thường, sau đó thì chuyển thành tu chân, khôi phục thực lực đỉnh phong, bây giờ giả đan cửu truyền. Tây Giao thành thật nói, đối với thế cổ võ mà nói, mặc dù tôi đánh không lại Nguyễn Anh sơ kỳ, nhưng cũng có thể đọ sức một hai. Lý Nguyệt, thứ cho tôi nói thẳng, võ tôn đỉnh phong, cũng không nhất định là đối thủ của tôi. Tây Giao nói thẳng, rất lợi hại, có điều, ai mạnh ai yếu, thử qua mới biết được, nếu như chị đánh thắng N tôi sẽ đồng ý yêu cầu vừa rồi của chị. Lý Nguyệt nói, được. Nghe nói như vậy, Tây Giao lập tức nghiêm túc, bày trận sẵn sàng đón địch nhìn chằm chằm Lý Nguyệt. Lần đầu tiên Lý Nguyệt đọ sức ngang tài với đối thủ, cho nên cô cũng cực kỳ nghiêm túc. Cứ như vậy, hai người đánh nhau ở bên ngoài trang viên nhà họ Tô, chân khí tại hiện trường tàn sát bừa bãi, linh khí tung hoành, cảnh tượng cực kỳ lớn. Đại khái qua vài chục phút, sau khi hai người đối một trường thì mới kết thúc trận đấu này. Không thể nghi ngờ, Lý Nguyệt kém một bậc, nhưng thua cũng không quá khó coi. Tôi thua. Lý Nguyệt vén lại sợi tóc trước trán, khế cười nói, yêu cầu của chị, tôi đồng ý. Cảm ơn, Tây Giao mừng rỡ nói. Đừng khách khí như vậy, thật ra ấn tượng của tôi đối với chị cũng không kém, nhìn bộ dáng của Tô Thương cũng không chán ghét chị, tôi chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Lý Nguyệt cười cười, sau đó hỏi, chị thật sự muốn rời khỏi trái đất, đi ngoại vực sao? Không thể không đi. Tây Giao nghiêm túc gật đầu. Tại sao? Lý Nguyệt khó hiểu hỏi, ngoại vực nguy hiểm trùng trùng, không ai dám cam đoan chị có thể sống sót, ở lại trái đất không tốt sao, tại sao chị nhất định phải đi ngoại vực? Chuyện này nói ra rất phức tạp, tôi vốn không nên nói, nhưng tôi sẽ phải rời đi, nói cho cô biết cũng không sao. Ánh mắt Tây Giao dừng trên người Lý Nguyệt, khẽ cười nói cô, muốn nghe chuyện của tôi không? Chuyện của chị sao? Lý Nguyệt nghe thấy vậy, không chút do dự, khẽ cười nói, nếu chị muốn nói, thì tôi rất sẵn lòng muốn nghe, yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai, bao gồm cả Tô Thương. Được, Tây Giao cười cười, sau đó hồi tưởng lại, có thể cô không biết, nếu nói ra số tuổi của tôi, sợ là cô sẽ hoảng sợ giật bắn mình đó. Kỷ nguyên bây giờ của trái đất, đã trải qua vô vàn năm, mà tôi đã tồn tại ở kỷ nguyên trước đó rồi. Tây Giao nói tiếp, tôi đến từ mấy kỷ nguyên trước, mỗi kỷ nguyên bị giết hại, tôi đều có bí quyết để sống lại được. Đây là do cha tôi đã kết hợp với võ thuật nhà họ Tây, rồi nghiên cứu ra bí thuật này. Đương nhiên, để tránh được sự sụp đổ của kỷ nguyên đó, bắt buộc phải trả một cái giá vô cùng đắt, mỗi lần tôi đều may mắn chạy thoát, rồi chờ đợi kỷ nguyên mới mở ra, sau đó dần dần mạnh lên. Tây Giao tiếp tục nói, ban đầu, tôi có một người anh, cũng tu luyện bí thuật mà cha tôi đã nghiên cứu ra trước khi chết, hai bọn tôi sống nương tựa vào nhau, anh ấy vô cùng quan tâm chăm sóc đến tôi. Anh ấy nuôi tôi, đi qua vô số kỷ nguyên, nếu như không có anh ấy, e là tôi đã chết từ lâu rồi. Kỷ nguyên sụp đổ, là thiên đạo luân hồi, giữa trời và đất có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại của thiên đạo sẽ hủy diệt trái đất, sẽ thanh tẩy trái đất một lần nữa. Tôi và anh trai, đương nhiên là biết điều này, mục tiêu của hai bọn tôi chính là tìm cơ hội để chống lại thiên đạo, ngăn chặn kỷ nguyên sụp đổ, nếu không thì sao mà đặt chân đến cảnh giới tiên đế, ai cũng không thể sống lâu. Ai cũng không thể không chết được. Nói đến đây,
Tây Dao nở một nụ cười bất đắc dĩ, nhưng, chống lại thiên đạo nghe thì dễ, nhưng bọn tôi đã từng thử mấy lần rồi, đều không thành công, lần sụp đổ của kỷ nguyên trước, là do M Dương Long thần công của nhất tộc Long Thị. Thôi vậy, cái này không quan trọng, chuyện quan trọng là, tôi và anh trai lại trốn được sự sụp đổ của một kỷ nguyên nữa. Tây Dao nói tiếp, thế là, bọn tôi đã đến kỷ nguyên bây giờ, lại sống tạm bợ lấy vài nghìn năm. Cuối cùng có một ngày, anh trai tôi không chống chịu nổi, anh ấy đã mất lòng tin, không muốn nghiên cứu chuyện chống lại thiên đạo nữa, mà quyết định phải đi hưởng thụ cuộc sống, bọn chị nắm rõ bí thuật, có thể trốn thoát được sự sụp đổ của kỷ nguyên. Tuy kỷ nguyên mới đã đến, bọn tôi đi qua một quá trình từ yếu đến mạnh, rất gian nan, nhưng mỗi lần đo bọn tôi đều vượt qua được, cho nên thực sự mà nói, thì bọn tôi đã là người bất tử rồi. Cũng vì vậy, mà anh trai muốn thay đổi cách sống. Anh ấy đã nhìn thấu tất cả, nên đã quyết định nghe theo thiên đạo, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Tây Dao tiếp tục nói, tôi thì khác với anh ấy, con người rất tôi kiên cường, chuyện tôi muốn làm, thì nhất định phải làm đến cùng. Khoảnh khắc biết được ý nghĩ này của anh trai, tôi rất thất vọng vì anh ấy, nhưng tôi hiểu anh ấy, vô số lần kỷ nguyên sụp đổ, đã đem lại cho bọn tôi đả kích quá lớn, ý chí của tôi mạnh mẽ hơn, có chút không thể chấp nhận nổi, tất cả là nhờ giữ vững nghị lực. Tây Dao nói ra, tôi không trách anh trai tôi, mà để cho anh ấy tùy ý lựa chọn cách sống mà mình thích. Anh ấy lấy vợ sinh con, thê thiếp đầy nhà, rồi trở thành lão tổ tông của nhà họ Tây ở kỷ nguyên này, còn tôi thì ở đất tổ của nhà họ Tây, dốc lòng tu luyện. Kỷ nguyên, sụp đổ sao? Lý Nguyệt vừa nghe vừa đoán mò, không nhịn được bèn hỏi, chị nói, sao tôi nghe cứ như ảo giác thế? Chị đã đặt chân lên võ tôn đỉnh phong rồi. Trong chốc lát có thể bay lên không trung, có thể tung ra một luồng chân khí rất khủng khiếp, người đi theo hệ thống tu chân, thì có thể khống chế được linh khí của trời đất, thuộc tính của ngũ hành, còn tung hoành ngang dọc lên trời xuống đất. Tây Dao nhận lấy ánh mắt của Lý Nguyệt, khẽ cười nói, suy nghĩ kỹ lại những điều này, bây giờ cô còn cảm thấy thấy nói giống như ảo giác nữa không? Được rồi. Nghe Tây Dao nói vậy, thế giới quan của Lý Nguyệt bỗng được đổi mới. Liền hỏi dò, sau đó thế nào nữa, anh trai chị đâu? Anh ấy, đến ngoại vực rồi. Tây Dao nghe thấy thế, biểu cảm có chút ảm đạm, sau đó nói tiếp, con người mà, một khi đã bận lòng điều gì đó, thì rất dễ thay đổi quyết định của bản thân. Ban đầu anh trai tôi có thể coi là một người tốt, thuận theo thiên đạo, không cần suy nghĩ nhiều mà làm những chuyện trái với trời. Nhưng khi anh ấy lấy vợ sinh con, người quan tâm lo lắng cho anh ấy ngày càng nhiều, anh ấy có một gia tộc vĩ đại, con cháu đời sau có hàng trăm hàng ngàn đứa. Anh ấy muốn để bọn họ tiếp tục sống, cũng muốn để bọn họ sống lâu, nhất là mấy bà chị dâu của tôi, tình cảm của anh tôi đối với bọn họ vô cùng sâu sắc. Tuy thông qua một số thủ đoạn, có thể vĩnh viễn giữ được nhan sắc, tuổi thọ thì tăng, nhưng một khi kỷ nguyên sụp đổ, thì bọn họ đều không thể sống nổi. Tây Dao thở dài một hơi. Hai người không phải biết bí thuật sao, có thể tránh được sự sụp đổ của kỷ nguyên, tại sao lại không truyền lại cho bọn họ? Lý Nguyệt tò mò hỏi. Không được. Tây Dao lắc đầu nói, không phải bọn tôi hẹp hòi, không nỡ lấy bí thuật ra, mà là loại bí thuật kia, không phải ai cũng tu luyện được đâu. Từ nhỏ tôi và anh trai, đã được cha rèn luyện rất nghiêm khắc, chỗ kỷ nguyên mà bọn tôi sống đó, thiên tài giỏi giang thì nhiều vô số kể. Bởi vậy những thứ tốt mà bạn tôi dùng, nội lực bên trong rất mạnh. Tây Dao nói tiếp, còn nữa, lúc đó cha của tôi là cao thủ số một ở trái đất, gia tộc bọn tôi, chèn ép trái đất mấy vạn năm, khoảng thời gian đó, cha tôi đã dùng sức mạnh của cả thiên hạ, luyện chế ra vật chí bảo vô cùng lớn mạnh cho tôi và anh trai. Chính là vì đề chỉ bảo, cộng thêm việc bọn tôi đã dùng nền móng cơ bản của những thiên tài gây dựng ra, mới có thể dùng bí thuật, tránh được sự sụp đổ của kỷ nguyên. Tây Dao gượng cười nói, mà bây giờ trái đất đã qua thời kỳ vàng son từ lâu, anh trai tôi cũng không lấy ra vật báu để đặt nền móng cho đời sau, cũng không thể nào luyện được vật chí bảo như cha tôi đã đưa cho, nên đời sau của anh ấy tất nhiên sẽ không khả năng luyện bí thuật được. Vì thế, nên anh trai tôi tìm cơ hội để thay đổi kết cấu của trái đất, chính là đến ngoại vực phải không? Lý Nguyệt hỏi. Ừm. Tây Dao gật đầu nói, đến ngoại vực là cơ hội duy nhất của anh ấy. Ở lại trái đất, chỉ có thể từ từ mà chờ chết thôi. Linh khí khôi phục lần này, tuy có thể khiến trái đất bước vào thời kỳ vàng son một cách ngắn ngủi,
nhưng theo kinh nghiệm của tôi, thời hưng thịnh qua đi, thì thời suy yếu sẽ đến. Tây Giao nói tiếp, nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, e là trái đất bây giờ, tuổi thọ nhiều nhất cũng chỉ là 100 năm thôi, sau 100 năm, chính là thời điểm kỷ nguyên sụp đổ. Anh trai tôi đã rời khỏi trái đất để tìm kiếm cơ hội, tôi cũng không muốn ngồi chờ chết, cứ cho là không phải vì nhà họ Tây, thì cũng phải vì người tôi yêu thương mà nỗ lực một lần chứ. Tây Giao nghiêm túc nói, chỉ có đánh bại thiên đạo, trừ khử được ma chú kỷ nguyên sụp đổ, thì những người tôi yêu quý, sẽ không phải rời xa tôi. Nói đến mức này, tôi cũng không khuyên can chị nữa, hy vọng chị có thể thành công, chị là một người đáng để tôi khâm phục. Lý Nguyệt nhìn về phía Tây Giao, càng nhìn thì càng yêu thích, sau đó chợt nhớ đến một chuyện, cô liền tươi cười hỏi, đúng rồi, tự nhiên tôi muốn hỏi chị một chuyện. Nếu lần này chị ở ngoại vực, mà không thành công, thì trước khi kỷ nguyên sụp đổ, chị sẽ quay lại trái đất chứ? Lý Nguyệt khẽ cười nói, không phải chị có một vật chí bảo rất mạnh sao, khi kỷ nguyên sụp đổ, chị sẽ hy sinh bản thân mình, đem đồ chí bảo kia giao cho Tô Thương, rồi truyền cho anh ấy bí thuật, để anh ấy tránh được kỷ nguyên sụp phải không? Có chứ. Tây Giao không chút do dự liền nói ngay, liên quan tới việc này, tôi sẽ không cần suy nghĩ, cho dù Tô Thương không muốn, thì tôi cũng miễn cưỡng đưa vật chí bảo cho nó. Tôi đã sống quá lâu rồi, tôi cũng mệt mỏi mỗi khi kỷ nguyên sụp đổ, mỗi lần đều mất hết nhận thức, mỗi một lần đều phải tu luyện lại từ đầu, một lần đều phải đau khổ dày vò trong tuyệt vọng. Tây Giao nói một cách rất điềm đạm, nhưng Lý Nguyệt có thể cảm nhận được nỗi đau khổ sâu bên trong tâm hồn của bà ta. Thực ra, lần này tôi đến ngoại vực, thì đã có tính toán rồi. Tây Giao nhìn về phía Lý Nguyệt, nói tiếp, lần này, chắc chắn sẽ có hai kiểu kết quả. Một là, tôi có thể chống lại được sức mạnh của thiên đạo, và sẽ giúp trái đất vượt qua cửa ải khó khăn. Hai là, tôi sẽ thất bại, không thể thành công, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tây Giao tiếp tục nói, kiểu đầu tiên thì không có gì để nói rồi, nếu được như vậy thì quá tốt, mọi người đều rất mừng, nhưng nếu là kiểu thứ hai, thì tôi sẽ xé tan không trung, đem vật chí bảo, ném vào trái đất, giao cho Tô Thương. Trong vật chí bảo, có bí thuật đóng dấu, cho dù Tô Thương không tu luyện, thì vẫn có thể giúp cậu ấy thoát khỏi kỷ nguyên sụp đổ. Tây Giao nở một nụ cười, tôi chết thì không sao cả, chỉ cần nó có thể sống tiếp, thì tôi chẳng còn gì để tiếc nuối hết. Lý Nguyệt nghe vậy, trong lòng vô cùng cảm động, và bản thân cô ấy cũng suy nghĩ lại, nếu như thay đổi vị trí suy nghĩ cho nhau, bản thân cô ấy là Tây Giao, thì phải làm thế nào? Tình yêu thương của Tây Giao đối với Tô Thương, vĩ đại thực sự. Cuối cùng, bản thân sẽ lựa chọn thế nào? Qua một hồi suy nghĩ thoáng chốc, thì trong lòng cô đã có đáp án, có thể nỗ lực vì tất cả người mà mình yêu quý, đây không phải là chuyện hạnh phúc nhất sao? Được rồi Lý Nguyệt, tôi đã nói qua loa cho cô biết chuyện rồi đấy, giờ tôi đi đây. Tây Giao nhắc nhở, liên quan đến chuyện kỷ nguyên sụp đổ, hy vọng cô đừng nói với Tô Thương, để tránh cho cậu ấy mất đi lòng tin. Còn nữa, vật chí bảo và bí thuật đóng dấu, đừng nói cho Tô Thương vội, tôi sợ cậu ấy sẽ không chấp nhận, đến lúc đó sẽ uổng phí hết sự khổ tâm của tôi. Tây Giao nói thêm, yên tâm đi, tôi hiểu mà. Lý Nguyệt gật gật đầu. Lập tức mỉm cười nói, chúc chị thuận buồm xuôi gió, liên tiếp thắng lợi ở ngoại vực, tôi ở trái đất đợi chị quay lại, lúc tôi sẽ để chị làm lão tam. Tôi là lão đại, lão nhị thì chị không cần phải nghĩ nữa, chắc chắn là Tuyết Nhi rồi, dựa vào vận đào hoa của Tô Thương, cho dù chị có làm lão tam đi nữa thì bên dưới vẫn có rất nhiều em gái có thể sai bảo được. Lý Nguyệt nửa đùa nửa thật nói, hy vọng có thể xua tan bớt bầu không khí nặng nề này. Nếu vậy, thì cảm ơn cô nhé, có duyên ắt sẽ gặp lại. Tây Giao nở một nụ cười vui vẻ, sau đó bóng người liền biến mất ngay tại chỗ. Tây Giao. Lý Nguyệt đưa mắt nhìn Tây Giao rời đi, khẽ cười nói, chị đã cho tôi một bài học, nếu có cơ hội, thì tôi cũng muốn trở thành một người như chị, dốc hết sức lực, cho dù phải hy sinh mạng sống, cũng phải bảo vệ được những người mình yêu quý. Bọn họ đang nói linh khí khôi phục, nhưng không có liên quan mấy đến tôi. Với lại tôi cũng không giúp được gì. Bế quan, bây giờ mình phải cố gắng tu luyện, sớm muộn cũng có ngày mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nghĩ đến đây, Lý Nguyệt liền trở về phòng của mình, ngồi khoanh chân, nghiêm túc tu luyện. Chấm chấm chấm.
Đúng lúc đó, Thiên Cơ Môn ở núi Võ Đang. Thiên Cơ Môn có một cái cấm địa, trừ môn chủ ra, thì bất kỳ ai cũng không được bước chân vào đây. Bên ngoài cấm địa, có 10 tên đạo sĩ đã có tuổi canh giữ, mấy tên đạo sĩ đó, ai ai cũng đều là nhân vật sống được mấy trăm tuổi, thực lực cũng kém gì đại môn chủ Trương Trọng Vân. Thậm chí, vai vế của bọn họ cũng cao hơn Vương Trọng Vân, bọn họ chỉ muốn một lòng tu luyện, chứ không muốn làm môn chủ. Trước khi cải biến giới luyện võ, bọn họ đã là võ thần lục địa đỉnh phong, ngày ngày tích lũy, để có sức mạnh đột phá, đến nỗi có thể khôi phục được linh khí. 10 người đều đã đặt chân đến một nửa cánh giới võ thánh, chỉ kém một chút nữa là thành võ thánh chân chính rồi. Lúc này, Vương Trọng Vân môn chủ của Thiên Cơ Môn, đã đưa Vương Dã ra bên ngoài mật thất. Nhìn thấy 10 tên đạo sĩ già đang ngồi khoanh chân ngồi ở bên trong mật thất, Vương Trọng Vân lễ phép chào hỏi, kính chào các vị sư thúc, sư bá ạ. Kính chào các vị sư gia, Vương Dã cũng lễ phép hành lễ. Lúc này, người dẫn đầu 10 tên đạo sĩ già hỏi, Vương Trọng Vân, hôm nay tới đây có chuyện gì vậy? Đại sư bá, theo như tính toán, thì hôm nay sắp đến ngày linh khí khôi phục rồi, có phải cũng nên mời các vị kia ra khỏi mật thất rồi không? Vương Trọng Vân nói tiếp, đây là sắp xếp của lão môn chủ, lúc trước ông ấy truyền âm cho tôi, bảo tôi hôm nay đến mời các vị ra. Cuối cùng linh khí cũng sắp khôi phục rồi sao? Tên đạo sĩ già này nói xong, liền để lộ ra một biểu cảm phức tạp, lẩm bẩm nói, không biết lần này, lại thương vong thêm bao nhiêu người vô tội nữa đây, hai. Đại sư bá, đây là điều khó tránh khỏi, trái đất muốn mạnh hơn, nhất định phải trải qua lần linh khí khôi phục này. Vương Trọng Vân nói tiếp, hơn nữa, người dám tới ngăn cản linh khí khôi phục, cũng không phải là thứ gì tốt đẹp cả, phe này của chúng ta, cao thủ nhiều vô kể, chắc chắn sẽ ở thế thượng phong, những người kia nên giết thì phải giết thôi. Mấy tên nhãi danh còn con kia thì là cái thá gì, tôi lo lắng cao thủ ngoại vực tới, đến lúc đó sẽ tạo thành một trận diệt vong vạn vật ở trái đất sẽ rơi vào cảnh lầm than khốn khổ, người chết như ngả dạ, sẽ đem lại cho trái đất một cú đả kích rất khủng khiếp. Lão đạo sĩ trách trời thương dân nói, người ở ngoại vực rất tàn ác, chuyện hơn 2000 năm trước, tôi đã được biết một chút, bây giờ vẫn hiện rõ mồn một ở trước mặt tôi. Vì để tăng cường phòng ngự trận pháp cực quang hỗn độn, chống chọi với sự xâm chiếm của tiên đế ngoại vực, các chiến sĩ dũng cảm của trái đất, không hề chùn bước, một đám người thi nhau nhảy vào trong trận pháp, dùng cơ thể xương máu của mình, làm thành một cái màn chắn. Lão đạo sĩ nói tiếp, rất đáng tiếc, cuối cùng vẫn để cho Viêm Long tiên đế có thế thực mạnh nhất tiến vào trái đất, hai kẻ khác thực lực yếu hơn một chút, thì bị chặn lại ở bên ngoài. Sau khi Viêm Long tiên đế đến trái đất, liền chèn ép các chiến sĩ luyện khí siêu mạnh của trái đất, thật là đáng buồn. Lão đạo sĩ thở dài một lần nữa nói, không biết lần này, Viêm Long tiên đế có đến nữa không đây? Đại sư bá, ông không cần phải lo lắng, trái đất bây giờ khác lắm, trải qua sự sắp đặt của các nhân vật lớn phi thường kia, lại thêm sự chuẩn bị của lão môn chủ mời được hai tên môn hạ của quỷ cốc, còn có các vị trong mật thất kia ra mặt, và cả tên Tô Ma lúc trước bị Viêm Long tiên đế đuổi ra khỏi trái đất nữa. Vương Trọng Vân tràn đầy sự tự tin nói, trận chiến này, chúng ta nhất định phải thắng, ai cũng không thể nào ngăn cản được linh khí khôi phục. Hy vọng là như thế, người ở bên trong, mọi người ra ngoài hết đi. Lão đạo sĩ nói, Vương Trọng Vân hành lễ, rồi dẫn Vương Dã vào trong mật thất. Sư phụ, người bên trong nội thất là ai vậy, sao lúc trước con chưa từng nghe đến thế, ông ấy rất lợi hại phải không? Hai thầy trò họ đi trong mật thất, Vương Dã không nhịn được liền hỏi. Ông ấy à, rất lợi hại đó. Vương Trọng Vân không dừng bước, rồi nở một nụ cười nói, bởi vì, ông ta là Tô Vô Ca, lúc trước là người đã chắc chắn rằng có thể thắng được ông trời. Tô Vô Kỵ. Đối với cái tên này, Vương Dã cũng không xa lạ gì, mà trái lại còn từng nghe nhắc đến vô số lần, thậm chí anh ấy còn vô cùng sùng bái người tên Tô Vô Kỵ này. Một người đàn ông từng áp chế trái đất, quá mức tuyệt vời, anh ấy vô cùng kính nể. Sư phụ, ý của người là Tô Vô Kỵ đang ở trong khu vực cấm địa trên núi Võ Đang của chúng ta sao? Trong lời nói của Vương Dã thoáng chút kích động. Vương Trọng Vân gật đầu nói, ngày hôm đó ông ấy thay mặt cho vị đại nhân vật thông thiên kia, đánh cược với Viêm Long tiên đế,
muốn lấy sức mạnh của bản thân mình phá bỏ áp chế điểm xấu, đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh. Chuyện này con biết. Vương Dã lên tiếng nói, cuối cùng tiền bối Tô Vô Kỵ đã thua, độ kiếp thất bại, kể từ đó mai danh ẩn tích, không còn ai nghe được tin tức của ông ấy nữa. Không, còn có điều con không biết. Vương Trọng Vân lắc đầu, sau đó khẽ cười nói, năm đó Tô Vô Kỵ vốn không hề thất bại, ông ấy đã thành công. Chẳng qua là vì để che giấu tai mắt người khác, mới giấu đi thực lực đang ngầm lớn mạnh, ông ấy muốn để cho người đời nghĩ rằng, ông ấy là vì thất bại cho nên mới tuyên bố kết thúc. Vương Trọng Vân nói tiếp, từ đó về sau, ông ấy đã được lão môn chủ đưa về núi Võ Đang, nơi này cũng trở thành khu cấm địa của núi Võ Đang, không cho phép bất kỳ người nào đặt chân đến, chỉ vì để cho Tô Vô Kỵ có một nơi yên tĩnh để tu luyện. Người tên Tô Vô Kỵ này, đúng thật là người có danh vọng. Trước đây lão môn chủ đã nhận định rằng, Tô Vô Kỵ ngày sau nhất định sẽ trở thành người tài, đạt được đế cảnh cũng là chuyện dễ dàng. Cái gì? Đế cảnh? Vương Dã kinh ngạc lên tiếng, tu chân giả của trái đất, thật sự có thể đạt đến cảnh giới đế cảnh sao? Đó là điều hiển nhiên, Tổ Long đã từng là cường giả đế cảnh, sau khi Tổ Long rời khỏi trái đất đã xuất hiện thêm một đế cảnh thứ hai. Vương Trọng Vân khẽ thở dài một hơi rồi nói, chỉ đáng tiếc là, tình trạng của vị đế cảnh thứ hai này không tốt cho lắm, lúc thì bị điên khi thì tỉnh táo. Bây giờ còn không thích hợp để xuất thế, nếu không thì chỉ dựa vào chính bản thân ông ấy cũng đã có thể đối phó với Viêm Long Tiên Đế. Nghe thấy những lời sư phụ nói, Vương Dã lập tức rơi vào trầm tư, trái đất có cao thủ đế cảnh, chuyện này hoàn toàn vượt khỏi dữ liệu của anh ấy. Vương Dã, con cũng đừng quá kích động. Với thiên phú của con, nếu như có thể thức tỉnh linh khí, tương lai không bao lâu nữa, con cũng sẽ có cơ hội tiếp cận được đế cảnh. Vương Trọng Vân an ủi nói, lần này sư phụ đưa con đến gặp Tô Vô Kỵ chính là muốn để con kết thiện duyên với ông ấy, ngày sau con có thể thỉnh giáo ông ấy nhiều hơn, chuyện này chỉ có lợi chứ không hề có hại. Vâng, Vương Dã cung kính đáp lời, trong lòng anh ấy vô cùng kích động, Tô Vô Kỵ chính là thần tượng của anh ấy. Không bao lâu nữa đã có thể gặp được Tô Vô Kỵ rồi, sao mà anh ấy không phấn khởi cho được chứ? Ngay sau đó, được Vương Trọng Vân dẫn dắt, hai người đã đến sâu trong khu cấm địa, tại nơi này gặp được Tô Vô Kỵ. Giờ phút này, Tô Vô Kỵ ngồi xếp bằng trên tấm đệm cói, trên đỉnh đầu có một lỗ thông gió, ánh mặt trời xuyên vào trong, chiếu đến trên người ông ấy. Tô Vô Kỵ giờ đây, lôi thôi lếch thếch, tóc vừa dài vừa rối bù. Tròm râu chỗ trắng chỗ đen dài hơn 20 cm. Đặc biệt là bộ quần áo trên người ông ấy, rách tơi tả, giống như người ăn mày bên đường vậy. Chỉ có điều, trên người Tô Vô Kỵ tản ra uy thế càng khiến cho người khác sợ run lên, hoàn toàn không dám bước lại gần ông ấy. Xoẹt. Sau khi Vương Trọng Vân và Vương Dã xuất hiện, Tô Vô Kỵ chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt bất chợt dừng lại trên người hai người họ. Ông ấy há miệng, nhưng bởi vì đã rất lâu không nói chuyện với ai cho nên âm thanh có chút trầm khàn, Vương Trọng Vân, người bên cạnh ông là ai? Cậu ấy là Vương Dã đồ đệ của tôi, vẫn luôn sùng bái ông, ngày hôm nay tôi đưa cậu ấy tới đây để nhìn phong thái của ông. Vương Trọng Vân khách sáo lên tiếng, sau đó còn ra hiệu cho Vương Dã chào hỏi với Tô Vô Kỵ. Vãn bối Võ Đang Vương Dã, ra mắt tiền bối Tô Vô Kỵ. Vương Dã cung kính lễ phép hành lễ, cúi thấp đầu không dám nhìn vào mắt Tô Vô Kỵ. Ừ. Tô Vô Kỵ quan sát đánh giá Vương Dã mấy lần, sau đó gật đầu nói, tư chất của cậu thực sự không kém, tôi nghĩ rằng kỳ môn chi thuật của cậu, thành tựu sau này sẽ không kém gì so với Vương Dương Minh, thậm chí còn có thể vượt qua ông ấy, chăm chỉ tu luyện đi, núi Võ Đang sau này còn cần cậu bảo vệ. Rất cảm ơn tiền bối đã khen ngợi. Vãn bối nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người. Vương Dã cung kính đáp lời. Đồ nhi. Vương Trọng Vân thấy vậy, lập tức nói vào, con cũng gặp được Tô Vô Kỵ rồi, lùi xuống đi, sư phụ có chút chuyện muốn nói với Tô Vô Kỵ. Vâng. Vương Dã không chút chần chừ, chắp tay hành lễ xoay người rời khỏi mật thất. Đồ đệ này của ông, cũng không tệ, người kế thừa cũng hay. Tô Vô Kỵ nói. Tôi thừa nhận đồ nhi của tôi có thiên phú, nhưng so với chắt trai của ông thì vẫn còn kém hơn rất nhiều. Vương Trọng Vân cười nói. Chắt trai. Tôi có chắt trai. Tô Vô Kỵ nghe thấy lời này,
nhất thời kích động hẳn lên, sau đó vội vàng hỏi thêm giống như xác nhận lại lần nữa, Vương Trọng Vân, ông không lừa tôi đó chứ? Đương nhiên là thật rồi, tôi cần gì phải lừa ông chứ? Vương Trọng Vân khẽ cười nói, ông cũng không cần phải suy nghĩ kỹ thế đâu, ông đã bế quan hơn 100 năm rồi, đừng nói là ông có chắt trai, ngay cả con trai của ông Tô Kiền Khôn cũng đã có cả chắt trai rồi. Ha ha ha! Tô Vô Kỵ nghe được tin này, vô cùng vui vẻ cười to, thằng nhóc Kiền Khôn đó, thường ngày ăn nhậu hưởng lạc, chơi bời lêu lổng, không có chí tiến thủ, không học vấn không nghề nghiệp, không cầu tiến bộ, không đứng đắn, chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Nói chung là rất không đâu vào đâu cả, không ngờ lại có thể làm cho nhà họ Tô con đàn cháu đống sung túc như vậy, tốt lắm, tốt lắm. Ông đánh giá con trai của mình như vậy có phải là có hơi quá đáng rồi không? Vương Trọng Vân vừa vuốt bộ râu vừa cười nói. Có gì mà quá đáng, không hề quá đáng chút nào. Tô Vô Kỵ nói một cách nghiêm túc, tôi đây cũng coi như là coi trọng nó rồi, ông không biết đó chứ, lúc đó chuẩn đế không đến, cổ võ suy tàn. Hệ thống tu chân vì xuất hiện điểm xấu mà gián đoạn, tôi ở cảnh giới kết đan đỉnh phong đã có thể áp chế được trái đất. Lúc đó, tôi nở mày nở mặt vô cùng, bao nhiêu người tìm đến cửa thỉnh giáo, khiêm tốn muốn học tập ở tôi để có thể nâng cao thực lực của mình. Tô Vô Kỵ nói tiếp, nhưng thằng con trai ruột Tô Kiền Khôn lại chính là một đứa ngu ngốc, vậy mà lại chán ghét việc tu luyện, cả ngày chỉ biết ăn chơi chờ chết, tức chết không chứ? Ha ha ha! Vương Trọng Vân khẽ cười nói, chẳng trách trước đây ông lại tỏ ý ra hiệu cho Tây Môn Phong Vân, giật dây các tông phái võ thuật lớn, bao vây tấn công núi Côn Luân, chắc hẳn chính là vì để bức ép Tô Kiền Khôn đúng chứ? Ừ. Tô Vô Kỵ cũng không giấu giếm mà gật đầu nói, nếu như không làm như vậy, nó chỉ biết ham muốn hưởng lạc, làm sao mà có thành tựu nào được chứ? Người ta nói rằng cường đại mạnh mẽ không quá ba thế hệ, tôi cũng không muốn để nhà họ Tô hủy ở đời thứ hai được. À đúng rồi, hiện giờ thực lực của Tô Kiền Khôn thế nào rồi, đã bước vào hệ thống tu chân hay là còn ở hệ thống võ thuật? Tô Vô Kỵ hỏi thăm. Trước kia là hệ thống võ thuật, sau này đã đổi thành tu chân rồi, khoảng thời gian trước đó đã thành công đến trúc cơ. Vương Trọng Vân nói tiếp, chẳng qua là, con trai của Tô Kiền Khôn là Tô Thần Binh, cũng chính là cháu trai của ông, cậu ta rất giỏi đấy, ngay ngày hôm qua đã hoàn thành nghiền nát kim đan lần đầu tiên. Đã là cảnh giới giả đan nhất chuyển rồi. Ha ha ha. Tô Vô Kỵ cười nói, thế hệ sau càng mạnh hơn thế hệ trước. Tô Thần Binh đúng không, đợi khi tôi ra ngoài rồi, tôi nhất định phải đi gặp đứa cháu trai này mới được. Đừng vui mừng quá sớm, còn có người mạnh hơn nữa đấy. Vương Trọng Vân cười nói, chắt trai của ông, Tô Thương, nắm trong tay tháp hư không, bây giờ đã là cảnh giới Nguyên Anh rồi, lão môn chủ vừa mới truyền đến tin tức. Nói rằng cậu ấy đã đặt chân đến cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, không bao lâu nữa sẽ độ kiếp. Cái gì cơ? Sau khi biết được thành quả của đứa chắt trai nhà mình, Tô Vô Kỵ vô cùng vui mừng, ông ấy nhìn không được mà cười ha ha, mạnh mẽ hơn theo từng thế hệ, mạnh mẽ hơn theo từng thế hệ mà. Cái đồ vô dụng Tô Kiền Khôn, con trai của cậu ta có chút thiên phú, cháu trai lại càng là người có một không hai. Trong lúc kích động, Tô Vô Kỵ hỏi, à đúng rồi, chắt trai của tôi năm nay bao nhiêu tuổi, nó đã 40 chưa? 40, ông nghĩ nhiều rồi, nay nay mới 20 tuổi đầu mà thôi. Vương Trọng Vân nói thật. 20 tuổi, mà đã đạt cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, chuyện này. Tô Vô Kỵ vô cùng kích động, từ biểu cảm của ông ấy có thể thấy được, giờ phút này ông ấy đang vô cùng phấn khích, nhà họ Tô tôi, lớn mạnh, ha ha. Anh Tô. Ông còn có một cháu cố trai, một đứa cháu cố gái, hai đứa nhóc kia cũng không phải là người đơn giản. Vương Trọng Vân lại cung cấp thêm một tin tức nóng hổi, ông ấy nhẹ nhàng cười nói, nhất là đứa cháu cố gái của ông, lúc sinh ra đã là thiên tông, bây giờ lại càng vượt trội hơn, cảnh giới cụ thể là gì thì tôi không rõ lắm, nhưng tôi đã xem qua căn cốt của cô bé, trong hàng tỷ người cũng rất khó chọn ra được một người. Tốt, tốt, tốt lắm. Tô Vô Kỵ kích động đứng lên, hăng hái nói, xuất quan, hôm nay tôi sẽ xuất quan, đã đến lúc tôi phải đi gặp người thân của tôi rồi. Anh Tô, hôm nay tôi tới đây tìm ông, quả thật đã đến lúc ông cũng nên xuất quan rồi, bởi vì tối nay chính là ngày linh khí thức tỉnh. Vương Trọng Vân nghiêm túc nói, lão môn chủ bảo tôi đến thông báo, linh khí thức tỉnh cần ông phải xuất ra một phần sức lực.
Nhanh như vậy mà sắp bắt đầu linh khí thức tỉnh rồi sao? Hay lắm, tôi đã ẩn náu lâu như vậy, cuối cùng cũng có đất dụng võ. Biểu cảm của Tô Vô Kỵ cũng trở nên nghiêm túc, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh thấu xương, ông ấy trầm giọng nói, trên trái đất có vô số sinh linh, chắc chắn không thể cho phép người ngoại vực tùy ý làm bậy. Anh Tô, ông có thể tiết lộ một chút rằng bây giờ ông đã đặt chân vào cảnh giới gì không? Lúc này, Vương Trọng Vân thật sự là không kiềm chế được tò mò trong lòng, ông ấy nhịn không được hỏi. Chuẩn đế. Tô Vô Kỵ im lặng vài giây, sau đó chậm rãi nói ra hai chữ này, giọng điệu vô cùng bình thản nhưng lại làm dấy lên sóng to gió lớn trong lòng Vương Trọng Vân. Chuẩn đế. Vậy mà đã đặt chân vào cảnh giới chuẩn đế. Chuyện này, quá khủng khiếp rồi. Với thân phận của Vương Trọng Vân, ông ấy biết được một ít chuyện bí mật của trái đất. Ông ấy từng nghe Vương Dương Minh nói rằng bây giờ trái đất vẫn còn chuẩn đế, hơn nữa không chỉ có một vị thôi đâu. Nhưng bọn họ đều là nhân vật thời kỳ tiên tần, đã tránh thoát sự truy bắt của Viêm Long Tiên Đế hơn 2.000 năm. Nếu như nhìn thấy cao thủ cảnh giới chuẩn đế, chắc chắn Vương Trọng Vân sẽ không quá khiếp sợ. Nhưng khi ông ấy nghe thấy cảnh giới của Tô Vô Kỵ là chuẩn đế, trong lúc nhất thời lại ngạc nhiên đến mức ngớ người, thậm chí còn cho rằng bản thân ông ấy đã nghe lầm. Bởi vì, Tô Vô Kỵ chỉ mới hơn 100 tuổi thôi mà, còn nhỏ tuổi hơn Vương Trọng Vân nữa là. Trước đây, trong mắt Vương Trọng Vân, Tô Vô Kỵ chẳng qua chỉ là một hậu bối mà thôi. Nhưng mà, tốc độ trưởng thành của Tô Vô Kỵ quá mức kinh khủng, chỉ với khoảng hơn mười mấy năm mà thôi, à ông ấy đã trưởng thành, trở thành một nhân vật lớn làm chấn động trên khắp thiên hạ. Khi đó, cao thủ chuẩn đế không xuất hiện, cải biến giới luyện võ không được khởi động. Hệ thống tu chân có điểm chẳng lành, cường giả của trái đất cũng đã xuất hiện sự đứt gãy địa tầng. Tô Vô Kỵ có tháp hư không trấn áp điểm chẳng lành đó, không kiêng nể gì mà đặt chân vào cảnh giới kết đan, tung hoành trấn áp toàn bộ trái đất. Khi đó, mặc dù Vương Trọng Vân có khách sáo với Tô Vô Kỵ, nhưng thật ra bản thân cũng chẳng phải là rất tin phục ông ấy. Dù sao nếu như không có tháp hư không, chắc chắn Tô Vô Kỵ sẽ không thể nào đặt chân vào cảnh giới kết đan. Thì dựa vào cái gì mà làm chấn động trên khắp thiên hạ. Sở dĩ Tô Vô Kỵ lợi hại, đơn giản chỉ là được hưởng ké hào quang của tháp hư không mà thôi. Sau này, bởi vì đánh cuộc mà Tô Vô Kỵ đã từ bỏ tháp hư không, dùng thực lực của chính bản thân mình đối đầu với điểm chẳng lành. Không ai cho rằng ông ấy sẽ thành công, sau khi lôi kiếp Nguyên Anh chấm dứt, quả nhiên Tô Vô Kỵ cũng quả nhiên mai danh ẩn tích. Có rất nhiều người ở bên ngoài đều cho rằng ông ấy đã thất bại, ngay cả Viêm Long Tiên Đế cũng cho rằng mình đã thắng cuộc. Nhưng mà Vương Trọng Vân biết rõ, Tô Vô Kỵ chẳng những không có thất bại, thay vào đó còn thăng cấp thẳng đến cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, sau này, sức mạnh của ông ấy càng lớn mạnh vượt bậc. Vương Trọng Vân cũng nghe Vương Dương Minh nhắc tới, ông ấy nói rằng, không gian trưởng thành trong tương lai của Tô Vô Kỵ là vô hạn. Sở dĩ núi võ đang bọn họ cung cấp địa điểm tu luyện là để mượn sức Tô Vô Kỵ. Nhưng dù có ra sao thì Vương Trọng Vân cũng không ngờ tới, lúc này chỉ mới trôi qua 100 năm mà thôi, thế mà Tô Vô Kỵ đã đặt chân vào cảnh giới chuẩn đế. Chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng được. Sao vậy, ông thấy rất đáng sợ sao? Tô Vô Kiềm nhìn Vương Trọng Vân, nhếch miệng cười. Đúng vậy. Vương Trọng Vân cười khổ nói, chúng ta quen biết nhau từ khá sớm, tôi nhớ rõ lần đầu tiên gặp ông không phải là đối thủ của tôi thấy thiên phú của ông không tệ, còn kết nghĩa anh em với ông. Không nghĩ tới, bây giờ tôi còn chưa đặt chân vào cảnh giới võ thánh, mà ông đã đặt chân vào cảnh giới chuẩn đế rồi. Vương Trọng Vân nhún vai nói, bây giờ, chênh lệch giữa chúng ta đã quá lớn, điều này làm cho tôi không dám gọi ông một tiếng anh Tô nữa rồi. Ha ha! Tô Vô Kỵ chẳng hề ghét bỏ Vương Trọng Vân chút nào, ông ấy dứt khoát ôm lấy bả vai Vương Trọng Vân, sảng khoái cười nói, cái này thì có là gì đâu chứ, ông đi theo hệ thống võ thuật, mà hệ thống võ thuật lại không có con đường tiếp theo, cho nên ông không thể nào tiến bộ thêm được nữa, chuyện này là rất bình thường. Tôi nghe nói cải biến giới luyện võ đã được khởi động, sau này không gian trưởng thành của ông cũng sẽ không nhỏ. Dù sao ông có thể trở thành môn chủ của Thiên Cơ Môn. Không phải dựa vào quan hệ, mà là dựa vào thực lực. Tô Vô Kỵ an ủi nói. Trộm vía, hy vọng tôi có thể sớm đặt chân vào võ thánh. Anh Tô, ông cũng nên xuất phát đi đến Giang Bắc đi.
Vương Trọng Vân nở một nụ cười, sau đó nói, chắc trai Tô Thương của ông bây giờ đang ở Giang Bắc, ông qua đó sớm một chút, vừa hay có thể gặp mặt cậu ấy. Ha ha, được. Tô Vô Kiềm gật đầu đáp lại, sau đó nói, ông già Vương Dương Minh bất tử kia có ở Giang Bắc hay không? Anh Tô, vì sao ông lại hỏi về lão môn chủ? Ông già danh ma kia không có ở Giang Bắc, thì trong lòng tôi không yên tâm, nếu như ông ấy dám đến Giang Bắc, như thế chứng tỏ tất cả mọi thứ đều đã được bày mưu tính kế cả rồi. Tô Vô Kỵ thẳng thắn. Có, lão môn chủ đã gặp mặt Tô Thương, bọn họ đang chuẩn bị cùng nhau đi đến nơi xảy ra linh khí thức tỉnh để chờ đợi. Vương Trọng Vân cười khổ nói, anh Tô, dù sao Vương Dương Minh cũng là lão môn chủ chúng tôi, ông có thể chừa chút mặt mũi cho ông ấy hay không, đừng gọi ông ấy là ông già bất tử chứ. Không thể. Tô Vô Kỵ nghiến răng nghiến lợi nói, ông già bất tử kia, mặc dù trước mặt thì đúng sai rõ ràng, cũng không hàm hồ, nhưng ông ta đã lừa tôi tận mấy lần rồi. Năm đó tứ đại cấm địa của trái đất cũng chỉ có tôi mới có thể tự do ra vào, tôi đã thoải mái nhặt bảo vật khắp nơi. Nhưng các thiên tài địa bảo mà tôi đã thập tử nhất sinh mới lấy được từ các cấm địa lại bị ông ta lấy đi một nửa, làm tôi tức chết, nhưng cũng trách do tôi còn trẻ tuổi dễ bị lừa gạt, đã bị ông ta lừa. Tô Vô Kỵ nhìn về phía Vương Trọng Vân, ông ấy bỗng nhiên hỏi, à phải rồi, lúc trước ông già bất tử kia có nói, ông ta sắp đặt chân vào cảnh giới chuẩn đế, sau khi lừa gạt lấy mất thiên tài địa bảo của tôi thì có thành công đặt chân vào chuẩn đế không vậy? Vương Trọng Vân không có giấu giếm, khẽ gật đầu nói, lão môn chủ đã đặt chân vào cảnh giới chuẩn đế rồi, nhờ có anh Tô mang thiên tài địa bảo trong cấm địa đến, giúp cho lão môn chủ đúc thành đế khí của mình, cho nên đã chạm tới ngưỡng cửa chuẩn đế. Như thế cũng được, những thứ kia của tôi cũng không tính là uổng phí. Tô Vô Kỵ nghe thấy vậy, trong lòng nhất thời thoải mái hơn nhiều. Thế nhưng sau đó ông ấy vẫn cắn răng nói, hừ, nói thì nói vậy thôi, nhưng dù sao ông ta cũng đã lừa gạt tôi, ông ta đã lừa gạt tôi đấy, cho nên chờ đến lúc tôi gặp lại ông ta, ông đây nhất định phải sẽ trừng trị ông ta thích đáng, để xem thử ông ta lợi hại, hay là tôi lợi hại đây. Tô Vô Kỵ và Vương Dương Minh, hơn 100 năm trước đây đã quen biết nhau rồi, mối quan hệ của hai người khá phức tạp, cứ lừa lọc hãm hại nhau tới lui như vậy. Mặc dù không thể nào hòa thuận vui vẻ được, nhưng cũng không coi nhau như kẻ thù, chỉ có thể coi như là một người bạn tồi của nhau mà thôi. Lúc bình thường ông hại tôi hại ông như vậy, nhưng đến khi thật sự gặp phải chuyện lớn, thì người nào cũng sẽ không ậm ờ. Nếu không thì Vương Dương Minh cũng sẽ không đưa Tô Vô Kỵ đến khu cấm địa Thiên Cơ Môn, lấy nó làm nơi tu luyện dành cho Tô Vô Kỵ. Như hiện giờ, sau khi biết được linh khí thức tỉnh sắp bắt đầu, Tô Vô Kỵ trò chuyện vài câu qua loa với Vương Dương Minh, sau đó thả người đi ra khỏi cấm địa. Vương Trọng Vân cũng đi sát theo phía sau. Rất nhanh sau đó, ở bên ngoài khu cấm địa. Ra mắt Tô Chủ. Rất nhiều những lão đạo sĩ canh giữ ở bên ngoài khu cấm địa sau khi đã nhìn thấy Tô Vô Kỵ, cũng ảo ảo đứng dậy hành lễ tới tấp, trong ánh mắt bọn họ tràn ngập vẻ cung kính. Tô Chủ. Đây chính là danh xưng mà người đời đã đặt cho Tô Vô Kỵ hơn 100 năm trước đây. Cửu Thiên Thập Địa, tôn thờ làm chủ. Tô Chủ. Mặc dù mọi chuyện đã trôi qua hơn 100 năm rồi, nhưng sự kính nể mà những lão đạo sĩ này đối với Tô Vô Kỵ đã ăn sâu bén rễ. Tự nhiên không có cách nào xóa đi được. Tô Chủ, đã rất lâu không nghe thấy người khác gọi tôi như vậy. Tô Vô Kỵ đứng yên tại chỗ, trên gương mặt ông ấy thoáng chút thất thần, nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh trở lại. Ông ấy ngẩng đầu nhìn thoáng qua trời cao, khẽ cười nói, không khí ở bên ngoài thật sự rất tốt, chẳng qua chỉ là nó không còn là những năm tháng mà trước đây tôi nhìn thấy nữa. Thế sự xoay vần, năm tháng trôi nhanh như bài ca. Chớp mắt một cái cũng đã qua trăm năm rồi. Tô Vô Kỵ không nhìn được mà cảm khái một câu, sau đó trực tiếp thả người rời khỏi núi Võ Đang. Rất nhiều lão đạo sĩ đứng im tại chỗ, ánh mắt nhìn theo bóng dáng Tô Vô Kỵ biến mất, một hồi lâu sau cũng chưa thể nguôi ngoai trở lại. Môn chủ, hiện tại Tô Chủ đã đặt chân đến cảnh giới nào rồi? Một lúc lâu sau, một tên đạo sĩ mới lên tiếng dò hỏi. Chuẩn đế. Vương Trọng Vân cũng không giấu giếm mà nói đúng sự thật, ông ấy đã là chuẩn đế rồi, trăm năm chuẩn đế, kinh khủng như thế. Chuyện này. Tên đạo sĩ kia nghe thấy lời này, trong phút chốc như nghẹn lời mà trố mắt nhìn,
vẻ mặt khiếp sợ đến tột cùng, chuẩn đế, hậu thế vậy mà lại có thể sinh ra cường giả chuẩn đế, chuyện này thực sự là không thể tưởng tượng nổi mà. Đúng vậy, trong thiên địa có điềm chẳng lành, trói buộc tu chân giả, tô chủ dưới sự áp bức của điềm xấu kia đặt chân đến chuẩn đế, thật khiến người khác phải kính nể. Tôi chờ đợi đi vào hệ thống võ thuật, sau khi võ thuật thay đổi, bây giờ cũng chưa từng đặt chân đến cảnh giới võ thánh, ngay cả Nguyên Anh cũng không bằng, nhưng mà đã dương dương tự đắc rồi, bây giờ nghĩ lại thì thực sự quá nực cười. Tô chủ không hổ là tô chủ, mãi mãi là người đi đầu, chẳng trách trước đây với lực lượng của bản thân ông ấy đã có thể đánh vỡ xiềng xích của điểm xấu kia. Thành tựu của tô chủ trong tương lai sẽ không có ranh giới hạn định, trước kia tôi từng nghe lão môn chủ nhắc đến. Ông ấy suýt chút đã không nhịn được mà cướp đi cơ duyên của vị thông thiên đại nhân vật kia, muốn nhập vào luân hồi làm hậu duệ của tô chủ. Ha ha, tôi cũng từng nghe nói, nhưng lão môn chủ sợ mất mặt, suy cho cùng thì mối quan hệ giữa ông ấy và Tô Vô Kỵ cũng khá phức tạp, sợ rằng sau khi Tô Vô Kỵ biết được thì mình sẽ không còn mặt mũi cho nên mới thành thật không có nhập vào luân hồi. Chớ có lên tiếng, chuyện thế này không thể nói lung tung, đừng có quên thủ đoạn của lão môn chủ, ông ấy tính toán không chút sơ hở. Coi chừng bị ông ấy biết được. Vương Trọng Vân nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy sư thúc sư bá, cũng không nhịn được mà nở một nụ cười gượng, nhưng cũng không dám nói chen vào. Sau khi đã cung kính tạm biệt, ông ấy dẫn theo Vương Giã rời khỏi khu cấm địa, trở về chính điện Thiên Cơ Môn. Đồ Nhi, tương lai sau này, con có tính toán gì không? Bất chợt, Vương Trọng Vân lên tiếng hỏi. Tu luyện. Vương Giã nói một cách nghiêm túc, con biết thực lực hiện tại của mình vẫn còn rất yếu, chênh lệch giữa con và Tô Thương càng ngày càng lớn, chỉ có cố gắng tu luyện thì con mới có thể có cơ hội vượt qua anh ta. Không. Vương Trọng Vân nghe vậy thì lại lắc đầu, vẻ mặt lạnh lẽo nói một cách đả kích, vĩnh viễn con cũng không thể nào vượt qua được Tô Thương, mọi chuyện trong này rất phức tạp, nói tóm lại, Tô Thương là người mà con không thể nào vượt qua được. Đương nhiên, chuyện này cũng không trách con được. Cũng không phải là do con tư chất ngu dốt, mà là Tô Thương không giống người thường. Vương Trọng Vân nói tiếp, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay khi linh khí thức tỉnh, Tô Thương sẽ trở thành người chủ chốt trong thiên địa, nắm giữ vận mệnh của trái đất, đây chính là độ cao mà vĩnh viễn con cũng không thể nào đạt đến được. Là như vậy sao? Sau khi nghe được những lời sư phụ nói, trên nét mặt của Vương Giã thoáng chút ủ rũ, rõ ràng là đã đả kích bởi những lời sư phụ nói. Đồ Nhi, sư phụ nói với con những lời này, không phải là có ý muốn đả kích con, sư phụ chỉ là muốn nói cho con biết, đừng chọn nhầm đối thủ. Vương Trọng Vân nhìn về phía Vương Giã, nói với thâm ý sâu xa, kể từ sau khi thua Tô Thương ở Bách Tông hội võ, sư phụ thấy con giống như đã thay đổi thành một người khác, tu luyện hết ngày tới đêm, quên ăn quên ngủ. Sư phụ biết trong lòng con không cam tâm, từ trước cho đến nay, con chính là nhân tài kiệt xuất trong thiên hạ. Gần như là không có người nào có thể là đối thủ địch nổi với con, trong số những người cùng tuổi, cũng chỉ có Phật tử vô cơ mới có đủ tư cách là đối thủ của con. Nhưng hai người các con, chẳng qua cũng chỉ là thế lực ngang nhau, nếu như có thật sự ra tay thì thắng bại là ẩn số, nhưng Tô Thương kia chỉ cần một ngày lại có thể hoàn toàn đánh bại con, hơn nữa còn dùng sở trường kỳ môn chi thuật mà con giỏi nhất. Vương Trọng Vân nói tiếp, con không cam lòng sư phụ có thể hiểu được. Đổi lại là sư phụ thì sư phụ cũng sẽ giống hệt như con thôi. Nhưng sư phụ không khuyến khích con coi Tô Thương làm đối thủ của mình, bởi vì cậu ta thật sự quá mạnh, cho dù con liều mạng dùng toàn lực, đời này kiếp này cũng chỉ đủ để đuổi theo mà còn không đuổi kịp theo bước chân của cậu ta. Vương Trọng Vân khuyên nhủ, cứ mãi như vậy, trạng thái của con chỉ sẽ càng ngày càng kém đi, tiến độ tu hành tự nhiên cũng sẽ suy giảm nhanh chóng, điều này không có lợi cho con đâu. Con cần phải học được cách buông bỏ, không cần phải bức ép bản thân mình đến mức như vậy, tĩnh tâm lại đi sâu vào nghiên cứu kỳ môn chi thuật. Tiếp đó, Vương Trọng Vân lại nói tiếp, chỉ có như vậy, con mới có cơ hội tiến xa hơn trên con đường này, Đồ Nhi, lời của sư phụ, con hiểu được chứ? Sư phụ, con. Vương Giã nghe thấy một tràn này, trên mặt cũng nở một nụ cười khổ, trước đây, khi lần đầu tiên gặp được Tô Thương, con hoàn toàn không để anh ta vào trong mắt. Sau này con mới biết, anh ta che giấu thực lực, nhưng con vẫn coi thường anh ta. Vương Giã nói, con chưa bao giờ coi anh ta là đối thủ của con, bởi vì con cho rằng anh ta không xứng. Nhưng con lại không hề nghĩ đến,
anh ta vậy mà lại có năng lực đánh bại con, hơn nữa còn dùng kỳ môn chi thuật mà con giỏi nhất. Chuyện này làm cho con không thể nào chấp nhận nổi, con không thể chấp nhận được trong số những người cùng tuổi lại có người có thể dùng kỳ môn chi thuật để đánh bại con, chuyện này đối với con thực sự là một điều sỉ nhục vô cùng lớn. Vương Dã cắn răng nói tiếp, vì vậy con khắc khổ tu luyện, muốn tìm cơ hội đánh bại Tô Thương, chứng minh thực lực của bản thân mình. Nhưng mà sư phụ, con đã phát hiện ra, nửa năm gần đây, mặc dù cảnh giới của con vẫn đang tăng lên, nhưng trình độ ở kỳ môn chi thuật lại không hề tăng thêm chút nào. Vương Dã cười khổ, nói thật giống như là con gặp phải bế tắc vậy, kể từ lúc con sinh ra đời thì đã được người khác săn đón, về thiên phú trên phương diện kỳ môn chi thuật cũng thực sự không có ai có thể sánh bằng. Từng có lần con cho rằng, hai chữ bế tắc sẽ không hề liên quan đến con, nhưng con không ngờ được, sau khi thua dưới tay Tô Thương, con đã bế tắc. Vương Dã ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Vương Trọng Vân, lời nói mang theo sự khẩn cầu, sư phụ, bây giờ để con tĩnh tâm lại không phải chỉ cần vài ba lời là có thể làm cho con yên lòng được, người nói xem rốt cuộc con nên làm như thế nào mới được đây. Vương Trọng Vân im lặng một lúc, sau đó mới chậm rãi lên tiếng, nếu đã như vậy, Vương Dã, hay là con, đi ngoại vực đi. Qua ngoại vực. Sau khi nghe được sư phụ Vương Trọng Vân nói, Vương Dã ngay lập tức sững sờ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Sư phụ, ngoại vực không phải đầy rẫy những chuyện không chắc chắn à, tinh không cổ lộ xuất hiện đã lâu như vậy, có cực ít người dám tự nguyện bước vào. Vương Dã rõ ràng có chút kiêng kỵ đối với ngoại vực, nghi ngờ hỏi, trừ khi tuổi thọ gần hết, nếu không thì ai dám bước vào tinh không cổ lộ phải không? Huống hồ gì, đi ngoại vực cũng chưa chắc tốt hơn so với trái đất, sư phụ, người nói nghiêm túc sao? Tất nhiên. Vương Trọng Vân vuốt vuốt sợi râu. Khẽ cười nói, con nói không sai, ở ngoại vực quả thực tràn ngập những thứ không chắc chắn. Đó là bởi vì, tinh không cổ lộ bốn phương thông suốt, có thể thông đến một số tinh vực khác. Ngoại vực, chỉ là những tên gọi chung của những tinh vực đó mà thôi, có tinh vực không bằng trái đất, thậm chí so với trái đất còn kém hơn rất nhiều. Vương Trọng Vân nói tiếp, nhưng có những tinh vực, có nhiều tài nguyên tu luyện, hoàn toàn có thể nghiền ép trái đất bây giờ. Như dược tài mấy ngàn năm gì đó ở trái đất này, ở những tinh vực kia căn bản cũng chỉ là những dược liệu bình thường mà thôi, không thể xưng là dược liệu lâu năm được, ở những tinh vực đó, phải là dược tài trên vạn năm, hoặc mấy chục vạn năm, mới được gọi là dược liệu cổ. Vương Trọng Vân tiếp tục nói, còn nữa, những tinh vực cường đại đó, hệ thống tu luyện hoàn thiện, mà ở trái đất, bất luận hệ thống cổ võ hay là hệ thống tu chân, đều xuất hiện những cường giả không liên tục. Nếu con đi đến những tinh vực cường đại, với thiên phú của con, tất nhiên sẽ được coi trọng, nhận được sự dạy dỗ của cao nhân, có hệ thống hoàn thiện chèo chống, tương lai thành tựu là không thể đoán trước được. Vương Trọng Vân nhìn về phía Vương Dã, sau đó nói ra một tin tức kinh động, theo sư phụ được biết, Phật tử Vô Cơ vào mấy ngày trước cũng đã bước lên tinh không cổ lộ rồi. Cái gì? Vương Dã kinh ngạc nói, Phật tử Vô Cơ đi ngoại vực. Anh ấy là con người vạn năm còn không ra khỏi núi Bồ Đề mà, trụ trì núi Bồ Đề sao lại để anh ấy đi mạo hiểm được chứ? Đồ nhi, con nghe sư phụ nói hết đã, ai nói với con đây là sự mạo hiểm chứ? Vương Trọng Vân khẽ cười nói, quả thật, tinh không cổ lộ đã sớm bị người khác nghiên cứu triệt để rồi, các ngọn núi lớn như chúng ta đều có một phần trong bản đồ tinh không. Chỉ cần căn cứ vào chỉ dẫn của bản đồ tinh không, thì có thể đi đến tinh vực cường đại. Vương Trọng Vân nói tiếp, nhìn chung, vũ trụ mênh mông, có vô số tinh vực, nhưng những tinh vực chân chính cường đại, chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Giống như tinh vực huyền thiên, tinh vực chân võ, tinh vực phiêm long, tinh vực thanh hoàng. Những chòm sao này, lấy tên của người mạnh nhất làm tên tinh vực, ví dụ như người mạnh nhất của tinh vực huyền thiên, chính là huyền thiên tiên đế, người mạnh nhất của tinh vực viêm long, chính là viêm long tiên đế. Vương Trọng Vân tiếp tục nói, Viêm Long Tiên Đế, chắc con cũng không xa lạ gì, cũng là cậu ta có ý đồ xấu với trái đất, những điểm xấu cũng là cậu ta đưa tới. Theo sư phụ được biết, nơi mà Phật tử Vô Cơ đi, chính là tinh vực chân võ, lão hòa thượng núi Bồ Đề từng nói, muốn đế cậu ấy lấy Phật trấn áp võ, hy vọng một ngày nào đó, có thể sửa tên tinh vực chân võ để ánh sáng Phật Pháp phổ chiếu chân võ. Cuối cùng, Vương Trọng Vân tổng kết lại nói, tóm lại. Chúng ta có bản đồ tinh không,
không cần lo lắng đi nhầm vào tinh vực không tốt. Thì ra là thế. Vương Dã nghe đến đó, liền gật đầu, trong mắt không còn chút bài xích nào nữa, ngược lại tràn đầy khát vọng, sư phụ chuẩn bị đưa con đến tinh vực nào. Tinh vực ma đạo. Vương Trọng Vân nói nghiêm túc, ngoài những tinh vực trước đó mà sư phụ nói còn có một tinh vực cũng vô cùng cường đại. Nhưng tinh vực đó không có người chân chính mạnh nhất, bởi vì có hai người mạnh như nhau, tranh đấu vô số năm, cũng không phân thắng bại. Bọn họ có một người tu ma, một người tu đạo, như nước với lửa, hai thế lực song song tồn tại đấu tranh lâu dài. Vương Trọng Vân tiếp tục nói, đạo giáo của tinh vực ma đạo, nếu cẩn thận tính toán ra thì so với núi võ đang chúng ta cũng có một chút liên quan. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 62.